Là các bạn nhìn này, hôm nay chúng ta sẽ bắt đầu với bài số 2 của chương trình Photoshop. Thì để muốn bắt đầu vào bài số 2 thì mình sẽ nhắc lại một số cái kiến thức của bài số 1 để cho các bạn nhớ kỹ hơn. Và chúng ta sẽ có những cách hình thù nó dễ hơn nhá. Nào các bạn nhìn này, trong bài số 1 mình đã nói cho các bạn về cái cách tạo file, đó là Ctrl N. Và thường thường mình sẽ để ra một cái kích thước như sau, đó là 1200 x 1200 và mình tính theo đơn vị là pixel. Bởi vì đây là một trong những cái ấn phẩm mà mình sẽ làm trên nước mạng truyền thông, đặt cho nó giá trị ở trên mạng, nên mình sẽ đặt giá trị là 1200. Sau khi mà làm xong toàn bộ tất cả những giá trị đấy thì mình sẽ để độ resolution là 150 và cái kênh màu là kênh màu RGB. Nhìn thấy kênh màu RGB chưa? Và sau khi làm xong thì ở đây mình sẽ có white. Các bạn nhớ nhá, white là màu trắng. Và sau đó thì chúng ta sẽ chọn vào OK. Thì chúng ta đã có được một cái khổ giấy là vuông. Các bạn nhìn khổ giấy vuông nhỉ? Thì cái công việc phần trước mình đã chia sẻ cho bạn, mà muốn đổ cái màu phía trên của đối tượng, người ta sẽ có lệnh là màu xanh và màu đen. Các bạn nhìn màu xanh màu đen chưa? Muốn đổ màu xanh là màu phía trên, người ta dùng lệnh là Alt Backspace. Và muốn đổ màu phía dưới, người ta dùng lệnh là Ctrl Backspace. Thì tự khắc bạn sẽ đổ màu dưới. Nhìn đúng không ạ? Nó chính là cái nút mà gần nút Home, gần nút cộng trên bàn phím của các bạn. Các bạn hiểu về cách đổ màu chưa? Rồi, sau khi cách đổ màu thì hôm nay tôi sẽ dạy cho bạn tiếp theo một cái nữa, đó là công cụ về phím V. Phím V, nhưng mà chúng ta sẽ có cái lệnh đó là gì ạ? Đây ạ, phím V đây ạ. Thì trong phím V tôi đã giải thích cho bạn chữ Auto Select, rồi Group, rồi Layer, rồi Show Transform. Các bạn nhìn thấy chưa? Bây giờ chúng ta sẽ tiếp đến một cái giá trị nữa mà rất là quan trọng trong bản thiết kế của chúng ta, đó là vùng chọn. Các bạn đi video hôm nay chúng ta sẽ học về vùng chọn cơ bản. Bài chính hôm nay chính là vùng chọn cơ bản. Mọi người ghi nhá, vùng chọn cơ bản. Tôi sẽ chọn một cái màu sắc màu sáng như thế này. Vùng chọn cơ bản. Trước khi đi vào cái phần vùng chọn này, chúng ta sẽ nhắc lại một chút xíu về công cụ, đó là F7. F7 chính là bảng quản lý layer. Ôi, có khơi lên rồi, có cọc ống kìa. Có bảo mẹ con. Nào các bạn nhìn này. Vậy thì lúc này trong ở đây nó sẽ có những cái giá trị vùng chọn cơ bản như sau. Thứ nhất, chúng ta có nhìn thấy cái biểu tượng là mũi tên tam giác nhỏ chỗ này không ạ? Nó báo hiệu cho các bạn biết rằng là ở đây nó sẽ gồm có nhiều công cụ trong đó. Vậy thì khi mà chúng ta tích và giữ chuột nha, thì lúc này chúng ta sẽ có một giá trị, đó là gì? Hình vuông, hình tròn. Một vùng chọn 1 pixel theo chiều nằm ngang, vùng chọn 1 pixel theo chiều nằm dọc. Đấy, đơn giản như thế thôi. Vậy thì sau khi mà chúng ta hiểu về tổng quan được cái việc đấy, nào các bạn nhìn này, vậy thì lúc này chúng ta đi vào vùng chọn cơ bản thì chúng ta tích vào nó. Các bạn nhìn thấy vùng chọn cơ bản, chúng ta tích vào nó chưa? Đầu tiên các bạn chọn vùng chọn cho tôi, chọn vùng chọn. Chúng ta chọn vùng chọn. Thì trong phần vùng chọn ở đây nó sẽ có giá trị cho các bạn chọn lựa như sau, đó là bạn vẽ ra một cái bình thường. Bạn nhìn chưa? Vẽ ra vùng tròn. Vẽ ra vùng tròn. Gọi là vùng tròn tự do. Thì các bạn lưu ý một tí, trong cái phần vùng tròn tự do này, những cái gì nằm trong này thì gọi là vùng tròn. Có nghĩa là nếu mà chúng ta có tác động thì chỉ tác động trong vùng tròn thôi, còn ngoài vùng tròn chúng ta không tác động được. Các bạn hiểu cái này chưa đã? Vậy thì trong trường hợp này, tôi đã có một layer 1 là chính là background màu trắng. Tôi muốn có một cái đối tượng mới là một màu đỏ đặt trên nó, thì tôi phải đập ra một layer mới. Nguyên tắc của một đối tượng mới thì sẽ có một layer mới để chứa nó. Các bạn nhớ nhé, lưu ý này.
Người đây. Nào, các bạn lưu ý này, khi mà chúng ta có một đối tượng mới, chúng ta sẽ có một layer mới để chơi nó. Vậy trong trường này tôi đã có một cái vùng chọn, tôi muốn vẽ nằm cái hình màu đỏ nằm trên cái nền trắng này, thì tôi tạo ra một layer mới đã. Các bạn nhìn layer mới chưa? Và khi tôi đổ màu thì các bạn nhớ một điều rằng tôi sẽ chọn một cái màu đỏ, đấy là theo ý đồ của tôi. Các bạn nhìn theo ý đồ chưa? Thì lúc này các bạn nhớ một điều rằng tôi đang dùng vùng chọn đó là một cái hình chữ nhật. Chúng ta đổ màu vào thì nó chỉ đổ màu trong vùng thôi, còn ngoài vùng nó sẽ không đổ được. Vậy chúng ta sẽ dùng lệnh là Alt Back Bay thì nó sẽ đổ màu. Các bạn nhìn đổ màu chưa? Hiểu cách này chưa đã? Có nghĩa là gì? Bất cứ một đối tượng nào các bạn đi qua, bạn làm ra một layer mới thì phải có một đối tượng mới trên đó. Phần thứ hai, em vẽ vùng chọn thì kiểu gì em phải tạo ra một layer mới để cho cái việc kiểm soát rồi quản lý đối tượng một cách chuẩn chỉnh hơn. Các bạn nhớ nha, cái này tôi sẽ nhắc đi nhắc lại rất nhiều lần, nên là mọi người mà cứ làm bị sai, tại vì trong cái trình hồ sơ tôi dạy rất nhiều bạn rồi, nói như thế lại vẫn nhầm. Thì tóm lại, giai đoạn đầu chúng ta đi thật là chắc cái giá trị này cho tôi cái. Nào, sau khi làm xong chúng ta ấn vào Ctrl D để dứt lệnh vùng chọn. Các bạn ghi đi Ctrl D để dứt lệnh vùng chọn. Ctrl D để dứt lệnh vùng chọn. Xong chưa? Mọi người hiểu cái này chưa đã? Và sau khi làm xong chúng ta ấn vào Ctrl D để dứt lệnh thì các bạn sẽ thấy một điều xảy ra như vậy. Và lúc này tôi có hai layer. Các bạn nhìn nhá. Chúng ta có hai layer và có hai đối tượng. Đối tượng trên layer 1 chính là cái màu đỏ. Đối tượng layer 2 chính là một cái background màu trắng. À, và cũng tương tự như vậy, tôi muốn lại làm ra một cái đối tượng mới nữa, tôi lại vẽ ra vùng chọn mới. Bởi vì ý đồ của tôi sẽ đặt một cái hình như này. Tôi lập ra một layer mới. Nhìn layer mới chưa? Và cái layer mới này thì tôi lại lập ra một layer mới rồi, lại có vùng chọn mới rồi. Tôi đổ một cái màu xanh hoặc màu tím. Nhìn chưa? Đổ màu bằng lệnh là Alt Back Bay. Đó là đổ màu phía trên. Và sau khi làm xong tôi ấn vào Ctrl D. Hiểu cái này chưa đã? Và chúng ta làm tuần tự như vậy. Các bạn hiểu cái này chưa đã? Rồi, sau khi đã làm xong, tiếp theo tôi sẽ chọn một giá trị tiếp theo nữa. Tôi chọn vào đây. Nhìn không? Tôi vẽ ra cái vùng chọn dưới, tôi lại lập ra một layer mới. Tôi chọn một cái màu. Ví dụ tôi chọn một cái màu hơi vàng chẳng hạn, hơi cam như này chẳng hạn. Nhìn chưa? Và sau khi đã có màu cam xong, tôi lại lập ra layer mới rồi. Tôi có vùng chọn mới rồi. Tôi lại đổ màu bằng lệnh Alt Backspace và Ctrl D. Các bạn có nhìn này không ạ? Vậy thì sau khi mà chúng ta đã vẽ xong thì nhìn trên màn hình, hiện tại bây giờ chúng ta đang có khoảng là một đối tượng, hai đối tượng, ba đối tượng, con mẹ con đấy. Đây là bốn đối tượng. Các bạn nhìn đây chưa? Và bốn đối tượng này tương ứng với những giá trị như sau: layer số 1, layer số 2, layer số 3, layer số 4. Có bốn layer rất rõ ràng nhá. Không nhầm lẫn nhá và không dính nhá. Các bạn nhớ chưa? Và lúc này để muốn thể hiện rằng cái sự nghi ngờ của các bạn làm chính xác chưa, chúng ta quay trở lại bài 1, đó là cách chọn layer. Các bạn biết cách chọn layer chưa? Thì ở đây người ta có cách chọn như sau. Thứ nhất, giữ Ctrl tích thẳng vào đối tượng thì là chọn layer đó. Giữ Ctrl tích thẳng vào đối tượng, chọn layer đó. Và chuột phải chọn vào layer đầu tiên cũng là. Ok, thấy chưa? Hiểu cái này chưa đã? Có nghĩa là đây là ngoài nguyên lý là chúng ta phải đắp dần. Chúng ta hôm nay tất nhiên chúng ta ai cũng hiểu rồi, nhưng mà có những bạn không hiểu được như vậy thì chúng ta đi từ thôi. Còn sau này chưa chắc cái người mà biết một chút xíu rồi đã khá hơn là người về sau đâu ạ. Bởi vì bạn phải nhớ một điều rằng quy tắc học này là quy tắc mà chúng ta không thể bỏ qua bất cứ mắt xích nào. Mà trong cái mắt xích thì này rất quá quan trọng để sau này trở thành người thiết kế đúng nghĩa. Đấy, tôi đã từng dạy rất nhiều bạn cái gì biết ví. À, biết ví số. Ờ, có nghĩa là sau khi học nó bảo cái này em làm được, bỏ qua. Ở sau đó thì bỏ qua, nhưng mà những cái bạn mới, bạn không biết gì. Bạn đi từng bước một về sau bạn làm sản phẩm, bạn rất là ngon. Và cuối cùng những cái người mà biết một tí rồi thì lại bị chậm lại.
à, bài của mình kiểu gì cuối cùng lại không đẹp bằng bài người khác. Đó, đấy là một cái mà tôi chia sẻ thật sự cho các bạn biết. Biết một tí rất dở, nên trong quá trình khi tôi dạy, tôi không quan tâm bạn biết bao nhiêu, tôi sẽ xóa sổ giống như bạn không biết một cái gì cả. Còn bạn cũng phải nhớ một điều rằng, bạn biết một tí thì bạn coi như bạn không biết đi. Chúng ta hôm nay đến đây để học về tư duy thiết kế, chúng ta học về lộ trình để trở thành người thiết kế, thì chúng ta phải đi từng bước rất là đơn giản. Nhưng bước đầu tiên là chúng ta phải quản lý được cực kỳ chắc. Thì trong phần này tôi chia sẻ cho bạn một tí xíu, đó là về cách thức về bố cục và kéo màu. Các bạn ghi đi, cách thức bố cục và kéo màu. Cách thức bố cục và kéo màu. Thì các bạn nhìn này, à, nếu mà tôi vẽ ba cái miếng hình, các bạn nhìn nhá, tôi vẽ một cái hình to, nhìn chưa, nhìn hình to chưa, và sau khi tôi có vùng chọn rồi thì chắc chắn nó sẽ có một đối tượng mới, mà có đối tượng mới thì phải có một layer mới, và sau khi đã có một layer mới tôi sẽ chọn màu khá là trầm, tôi dùng Unmask. Các bạn nhìn này chưa, tôi để cái background là màu đậm, là màu tối nhá, các bạn nhìn nhá, màu tối chưa, rồi cái này to nhất đúng không em. Rồi bước thứ hai tôi lại dùng vùng chọn tiếp, tôi lại vẽ cái hình thứ hai to hơn chút xíu, thì cái này sẽ sáng hơn chút xíu, lập ra một layer mới, lại đổ một cái màu mới, nhớ chưa. Rồi cái giá trị số 3 tôi sẽ đặt nhỏ hơn nữa, ở đây nhỏ thôi ạ, nhìn chưa. Lúc này lập ra một layer mới, lại đổ một cái màu mới, thì màu này sẽ là màu sáng nhất. Thì các bạn nhìn một điều xảy ra như sau, là trong nguyên tắc về thiết kế và bố cục, người ta có mấy cái việc như sau. Thứ nhất, những cái đối tượng màu to nhá, thì màu thường thường trầm thôi, thì cái luật thị giác nó mới tốt được. Các bạn hiểu chưa? Những cái gì mà vừa, đây, màu trầm số 2, và những cái gì nhỏ nhất thì là màu sáng nhất. Các bạn nhớ nhá. Và khi làm được điều này thì tất cả những giá trị việc kéo màu trong một bản thiết kế nó mới hợp lý được. Chứ cần không phải là cái màu to nhất mà ông lại cho là màu sáng nhất nhá. Như vậy thì bố cục của bạn sẽ không kéo được màu đâu. Cái cân bằng thị giác nó sẽ không tốt được. Các bạn nhớ cái điều này nhá. Hiểu cái này chưa? Vậy thì nếu mà chúng ta lộn ngược nền và cái chấm lấy nó sang bên tay trái, thì tôi đặt đầu tiên bên tay trái là logo. Bên này tôi sẽ đặt là chữ, và bên dưới tôi sẽ đặt background. Background thì nó có là một lớp nền là màu đen, nhưng background ở dưới thì nó cũng có thể là một cái lớp gì đó, nhưng nó không phải là màu đen, nó trầm hơn màu đen. Các bạn hiểu chưa? Ok. Vậy thì các bạn nhớ một điều rằng những cái này sau này nó có thể là chữ không? Các bạn nhớ một điều rằng hôm nay chúng ta làm về chữ, nhưng phải tưởng tượng rằng nó có thể là hình. Sau này cái này có thể là sản phẩm không ạ? Các bạn hiểu cái này chưa? Nhưng quy tắc kéo màu bao giờ cũng phải làm được điều này cho tôi. Xong chưa? Rồi, vậy thì sau khi đã làm xong thì hôm nay chúng ta tiếp tục chọn đến phần đó là gì? Layer, giải thích về layer. Các bạn ghi đi. Một layer sẽ gồm những thành phần như sau. Nào các bạn nhìn này, hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu về layer. Nhìn nhá. Trong một layer gồm có 4 thành phần. Chúng ta giải thích rất là đơn giản như này. Trên một layer nó sẽ gồm có đầu tiên đó là mắt của layer. Nhá, chúng ta đi rất kỹ. Tôi nói cho bạn biết nha, giai đoạn đầu tiên mà tôi đi kỹ như thế thì về sau tôi đi máy bay, tôi đi cực kỳ nhanh. Như thế thì các bạn sẽ không bị ngột thở. Chứ còn nếu mà bây giờ tôi đi nhanh ấy thì sau này các bạn ngột thở là cái chắc. Tôi nói cho bạn biết luôn. Nha, đầu tiên là cái mắt tượng trưng cho giá trị là nhắm và mở mắt. Thì em thấy là khi mà chúng ta nhắm mắt lại chúng ta có nhìn được đồ vật không ạ? Ok, thì trong Photoshop nó cũng được như vậy. Nhìn thấy không? Nhìn này chưa? Tắt và bật chưa? Tắt và bật chưa? Tích vào đó. Ok. Tiếp theo, các bạn có nhìn thấy cửa sổ nhỏ nhỏ đấy không ạ? Đây là cửa sổ layer thumbnail. Các bạn nhìn thấy chữ thầy layer thumbnail không ạ? Là cái ảnh thu nhỏ. Còn đây là ảnh lớn. Nhiều không ạ? Cửa sổ thu nhỏ.
À, tại sao tôi phải giải thích như vậy? Bởi vì là có nhiều bạn là sau này khi mà chúng ta học đến cái đoạn là em ơi hãy quay trở lại vùng chọn cho đối tượng, thì người ta phải biết rằng là tích lực can trôn và tích thẳng vào layer thăm nồ. Chứ nhiều bạn là tích ra ngoài này nếu không quay trở lại vùng chọn được, có nghĩa là em đã làm sai. Em hiểu cái từng cái phần đấy chưa? Nên là chúng ta phải hiểu, để muốn quay trở lại vùng chọn, người ta dùng can trôn và tích thẳng vào layer thăm nồ. Tích thẳng vào layer thăm nồ là chỗ này này, các bạn nhìn này chưa? Ví dụ nha, cái này là màu vàng đúng không? Bạn muốn thay đổi cái màu vàng này thành màu đỏ đúng không? Giữ can trôn, tích thẳng vào đây. Em thấy nó quay lại trở lại vùng chọn chưa? Mà quay trở lại vùng chọn thì tôi có thể đổi màu được cho nó không? À, vậy thì đến lúc đấy có nhiều bạn ở đây không biết chỗ ấy chỗ nào tích ra ngoài này. Có mắt hiểu cái cách làm chưa? Tôi giải thích cực kỳ kỹ phần này nha. Rồi, thăm lồ xong chưa? Giá trị số 3 đó là layer. Thì đây chính là tên của cái layer đó. Tên của layer đó. Và cái tên này chúng ta sẽ có một cái giá trị như sau nè. Để muốn cho chuyên nghiệp, chúng ta sẽ đặt tên cho nó. Đặt tên bằng cách nào? Chúng ta tích đúc vào. Nhìn đây, tích đúc vào chưa? Chúng ta sẽ ghi là màu vàng. Đấy ạ. Chuyển phải cho nó đấy nhá. Nhìn chưa? Tích đúc vào đây. Màu vàng sáng. Đó. Ok. Không chưa? Hiểu cách chưa? Và cái cuối cùng của cái layer đó chính là phần màu ghi. Cái phần màu ghi này nó liên quan đến việc là bạn chọn layer, bạn dịch chuyển toàn bộ đối tượng trong layer đó. Ví dụ bạn tích vào đây, bạn dịch chuyển thì nhìn chưa? Hiểu này chưa? Chứ đừng bao giờ nghĩ mà chọn tích vào đây là câu chuyện nó khác nha. Nhìn chưa? Ok, đây chính là phần tổng quan toàn bộ những phần layer. Đó là phần màu ghi, chính là phần chọn toàn bộ layer. Ok. Xong phần này chưa? Mọi người hiểu về layer chưa? Hiểu về cái cách thức mà anh đang nói phải kéo theo hình tam giác chưa? Thực ra bản chất của ở đây nó là kéo theo hình tam giác, người ta gọi là kéo màu đấy ạ. Thỉnh thoảng chúng ta ra ngoài đường, chúng ta nhìn thấy một cô gái đeo nơ màu hồng thì cái giày của họ cũng màu hồng. Thì đấy là luật cân bằng về thị giác được ứng dụng cho thời trang. Còn cái này khi mà chúng ta ứng dụng cho mỹ thuật thì cái này không được quyền nói cho khách hàng. Các bạn nhớ nhá, nó không hiểu cái gì đâu mà đã nói. Mà nhưng cái này nó sẽ đem lại cho các bạn, các bạn thiết kế của bạn nó sẽ được hài hòa, cân bằng về mặt thị giác. Có hiểu cái phần này không đã? Hiểu cái này chưa? Vậy thì cái này sau này nó có thể là hình tròn được không? Nó có thể là hình tam giác được không? Thì điều này là điều được nhá. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ nói điều cấm kỵ trong bố cục khi thiết kế. Tiếp theo. Điều cấm kỵ trong thiết kế bố cục như sau. Nào. À, lúc này anh Khánh sẽ dùng tạm một cái giá trị như sau. Cái phần này là anh chọn vào pen. Các bạn nhìn chọn vào pen chưa? Đây nó không liên quan đến cái việc hôm nay chúng ta học nha. Đây chỉ là giải thích tại sao thôi. Thì các bạn có nhìn thấy giá trị về path chưa? Nếu chúng ta chọn vào shape thì nó vẽ ra những cái nét có màu. Thì tôi kéo từ đây đến đây. Đường chéo. Nhìn thấy đường chéo chưa? Và trong cái phần đường chéo này tôi sẽ làm cho nó mất màu. Tôi chỉ để cái màu nét để cho các bạn biết là tôi có một cái vạch trắng ở chỗ đó thôi. Nhìn thấy chỗ này chưa? Rồi, rất lại. Có vạch trắng chưa? Hiểu cái vạch trắng chưa? Rồi, tiếp theo. Chúng ta lại chọn vào pen. Chúng ta tích vào đây một điểm. Chúng ta tích vào đây một điểm. Nhìn này chưa? Ok, chúng ta lại rất lại. Sau khi làm xong, tôi sẽ lên đây mới nữa. Tôi sẽ chọn vào pen. Chúng ta tích vào đây một điểm. Chúng ta tích vào đây một điểm, giữ ship nhá, để cho thằng hàng không đi qua tâm chỗ này này, tạo ra các đường chéo này. Rồi. Pen. Chọn vào. Nhìn này chưa? Và cũng tương tự như vậy, bạn lại tiếp tục chọn vào công cụ pen nhưng lập ra một layer mới. Tôi lại chọn vào điểm từ trên, tôi chọn vào điểm xuống dưới. Nhìn chưa? Và sau khi làm xong tôi sẽ dịch chuyển đối tượng này sang bên tay.
Các bạn nhìn này chưa? Thì nguyên tắc của một cái hình, ví dụ hình này, người ta sẽ không bao giờ nằm ở chết ở góc này. Các bạn nhớ nha. Nhìn chưa? Thiết kế không bao giờ nằm ở góc chết. Và chia đôi cái hình ra, các bạn luôn luôn phải đặt lệch đi một tí giúp tôi. Đấy là nguyên tắc nha. Hiểu chưa? Phần thứ hai, điều cấm kỵ thứ hai là không bao giờ đặt sát mép. Một là hàng vào hẳn, hai ra ra hẳn, không dấp dính nhầy nha, các bạn nhớ chưa? Ok. Tiếp theo, các bạn thứ nhất là không bao giờ nằm ở các đường chéo. Chia nhầy là không ổn này, chia đôi này. Và tỷ lệ vàng thì người ta sẽ chia 1/3, 1, 2, 3. Cắt tỷ lệ 1/3 là một trong những cắt tỷ lệ vàng trong thiết kế. Nhớ cái phần dấp dính chưa? Đấy, thì đấy là cái mà tôi đang chia sẻ cho các bạn. Tiếp theo, nếu chúng ta đây là những cái hình vuông thì cái giá trị kết nối của nó đang định thiếu. Các bạn, giá trị kết nối đang thiếu có nghĩa là nó muốn thẳng nằm ở góc khác nhau đúng không? Vậy lúc này tôi sẽ vẽ thêm cái hình vuông cuối cùng. Tôi vẽ vào đây này, các bạn nhìn này, tôi vẽ nhầy đúng không? Nhìn vẽ này chưa? Nhưng sau khi tôi vẽ xong, tôi lập ra một layer mới và tôi chọn cho nó một cái màu khá là trầm trầm nhá, hơi sáng hơn chút xíu, cái màu đen thôi. Có nghĩa là cái này là background, thì sau này em có thể cho họa tiết hoa văn, em có thể cho một cái gì đó mờ dưới tùy em, em làm cho mỹ phẩm em cho vào. À, có những người cho đồng hồ, có những người cho cái này cho cái kia, nhưng tóm lại cái này nó phải có tính kết nối giữa hình một và hình hai. Hiểu cái hình một và hình hai nhá, đây là sản phẩm, đây là chữ thì phải có sự kết nối, hiểu không ạ? Em phải nhớ một điều rằng đây là tưởng tượng nhá, phải tưởng tượng ra đấy. Bởi vì hồi xưa chúng tôi được đi học, đó là đi ôn ấy, tôi không có hiểu tại sao lại ôn vào trường nó phải thi như này. Nhưng về sau tôi biết rằng, à, hóa ra đây là tiền thân cho giá trị, đó là khi chúng ta thiết kế về đồ họa. Và tiền thân có giá trị nữa, đó là thiết kế về gì? Nội thất. Bởi vì nội thất các bạn có nhớ là đây là những cái, có thể là những cái bục không ạ? Cái này có thể là treo một cái giá trị, một cái tín hiệu trong một cái showroom không ạ? Showroom em có thể là có một cái ảnh to, một cái ảnh nhỏ, chiến đẹp hơn là ba cái bằng nhau đúng không em? À, vậy trong nội thất người ta cũng được ứng dụng nhài, đó là các mảng miếng ở vị trí sắp đặt làm sao cho hợp lý. Đó là về sau tôi mới biết rằng là, à, nó liên quan đến tỷ lệ, thứ hai liên quan đến màu sắc và liên quan đến sự kết nối, đấy là quan trọng lắm. Và sau khi tôi làm xong thì tôi sẽ đổ một cái màu, thì các bạn nhìn này, Ctrl D, thì các bạn có thấy là ở đây sau khi tôi đổ xong thì cái này nó đang nằm ở phía trên, tôi phải cho xuống dưới thì người ta sẽ có lệnh là Ctrl ngoặc vuông bên tay trái là xuống dưới một layer, Ctrl ngoặc vuông bên tay phải này lên trên một layer. Hiểu phần này chưa? Rồi, ok. Và các bạn nhìn thấy này chưa? À, và có nhiều người người ta sẽ làm cái này. Khi chúng ta thiết kế, nó có một giá trị thứ hai, đó là thay đổi khẩu vị của mắt. Các bạn ghi đi, cách thay đổi khẩu vị của mắt như sau. Các bạn ngấm được phần nào ngấm nha. Hôm nay những cái điều mà tôi nói này liên quan đến việc nghề thiết kế. Nguyên tắc khi thiết kế, người ta có ngang phải có dọc. Em biết có cái ngang không ạ? Thiết kế mọi thứ nó cứ ngang ngang thì phải có một cái dọc, nó phá cách đi để nó thay đổi khẩu vị của mắt, thì mắt của em sẽ không bị buồn, cứ nhìn ngang 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 lại buồn chết được. À, ok. Phần thứ hai, có ngang phải có dọc, biết chưa? Có cong phải có thẳng, đúng chưa? Nhưng kết hợp làm sao cho nó phù hợp, và mỗi một đối tượng hình nó liên quan đến một giá trị đi theo. Ví dụ tôi đang dùng hình vuông, tôi dùng nhảy, nhưng nếu tôi dùng hình tròn thì sao ạ? Thì nó phải đi với đường cong, nó phải đi với lượn sóng. Các bạn hiểu cái này điều tôi muốn nói chưa? Ok, hiểu cái điều đấy chưa? Thì nó mới phù hợp, chứ không phải là mình dùng hình vuông xong mình dùng lượn sóng, nó sẽ không hợp lắm, nó sẽ không ăn được vào cái bản thiết kế của các bạn được. Các bạn hiểu đấy là tư duy về hình chưa? Cái gì hợp với hình gì? À, vậy những hình vuông nó đi với đường, những đường khúc chiết, có thể là vuông tôi sẽ cắt ngang nhảy được không ạ? Cắt đường chéo này thì nó vẫn hợp, bởi vì cái bản chất hai hình nó giống nhau, nó cũng chỉ là một hình vuông xoay ngang ra thôi ạ. Các bạn có đồng ý với tôi điều đấy không ạ? Các bạn hiểu về bản chất chưa? Phần thứ hai, người ta có tỷ lệ nét vào mảng. Các bạn nhớ nha, các bạn ghi đi, nét vào mảng. Lúc này bạn theo các bạn là xóa toàn bộ cái này đi nhá, giữ shift xóa toàn bộ cái shape này đi được không ạ? Ấn vào thùng rác, ấn ok. Hết chưa? Nào, có nét và có mảng. Thì trong nguyên tắc của hình tròn tôi giới thiệu cho các bạn luôn, đó là gì? Tôi vẽ ra cái vùng tròn. Nhìn vẽ vùng chọn chưa? Và sau khi có vùng chọn xong thì chắc chắn chúng ta phải làm gì ạ? Rồi. Và sau khi đã có tạo layer thì các bạn có phải chuột phải vào layer đó không ạ? Các bạn ghi đi cách tạo viền cho vùng chọn như sau.
Nhớ nha, đoạn này tí nữa ứng dụng ấy. Cách tạo viền cho đối tượng vùng tròn. Lúc này chúng ta chuột phải vào biểu tượng vùng tròn đó. Nhớ, nhớ nha. Nhìn này, cái này rất quan trọng này. Tôi tạo ra đây mới rồi, có vùng tròn mới rồi. Nhưng khi mà có nhiều người rất là buồn cười ở chỗ này, chọn phím V chuột phải thì lại không ra. Em hiểu ý anh chưa? Vậy thì chuột phải chúng ta phải ở gì? Ở công cụ vùng tròn thì nó mới ra được cái điều mà chúng ta muốn. Đấy, chỉ đơn giản như vậy thôi. Nhưng có nhiều người không bao giờ để ý đâu. Có những cái giờ nhỏ lắm, nhỏ xíu à. Nhưng mà không để ý cái này, chúng ta sẽ không làm được cái điều mà chúng ta muốn đâu. Tất nhiên, bạn làm 1.000 năm thì bao giờ nhận giỏi. Tôi mới là những người bước đầu vào nghề, không thể giỏi được ngay được. Chuột phải, chọn vào search up. Nhìn chọn vào search up chưa? Chọn vào search up. Search up chính là tạo viền cho đối tượng. Tạo viền cho đối tượng. Xong chưa? Sau khi chọn vào search up xong thì ở đây nó sẽ có cái viền của chúng ta là bằng kích thước bao nhiêu, thì nó báo cho chúng ta là 1 pixel. Màu sắc nó là cái gì thì chúng ta chọn vào đây. Các bạn hiểu cái này chưa? Vậy lúc này tôi chỉ cần chọn hơi sáng một tí xíu và 1 pixel được chưa? Hay chúng ta chọn vào 2 cho nó dễ nhìn nhá, cho dễ nhìn đã, được chưa? Nào, sau khi làm xong chúng ta ấn OK được không ạ? Thì các bạn nhìn này, sau khi tôi tạo xong tôi dứt lận bằng can trốn. Các bạn có nhìn thấy tôi tạo viền chưa? Vậy thì bây giờ người ta đang có giá trị là tương phản giữa nét và mảng đấy ạ. Hiểu cách này chưa? Rồi, tôi nói cho các bạn biết là trong này khi có rất nhiều giá trị về cách sắp đặt về hình ảnh. Có nhiều người đặt ba cái hình vuông ngang nhau, nhưng tôi sẽ làm cho nó vui lên được. Đây, ví dụ chúng ta nhìn đi này, nhìn nhá, tôi sẽ xóa toàn bộ cái này được không ạ? Lúc này tôi vẽ một cái hình, nhìn một hình vuông chưa? Tôi lập ra một nơi mới, tôi đổ màu, được chưa? OK, tôi copy ra hình thứ hai, tôi copy ra hình thứ ba, và tôi chuột phải chọn vào nó, giữ shift chuột phải nó thì có phải tôi chọn cả ba không ạ? Thì cách chọn nhau, hôm trước có chọn cái này không đã? Thì này, chuột phải chọn cái đầu tiên, giữ shift là chọn thêm đúng không? Chuột phải chọn cái thứ hai, giữ shift chọn cái thứ ba, thì phải chọn được cả ba không ạ? Sau khi chọn cả ba xong, tôi sẽ đặt vào giữa một tí xíu, tôi bắt đầu cái căn này. Bạn có nhìn thấy không? Đây là phương án mà sau này khi các bạn liên quan đến thiết kế về Inlook, các bạn có thể thiết kế về catalog mà. Đã dần nhìn thấy catalog chưa? Và catalog em có đồng ý với tôi là đây là ảnh sản phẩm mà. Và ở dưới nó có tên và giá mà, tên và giá mà. Nếu nhìn này rất là buồn. Nên chính vậy, nhiều lúc khi mà thiết kế một trang bìa hay thiết kế gì đó thì chúng ta cần một sự khác cách như sau. Các bạn nhìn tôi làm này, tôi vẫn giữ nguyên bố cục này nhưng lại nhìn có cảm giác khác nhau nhá. Nhìn này, lúc này người ta lợi dụng giá trị về nét, người ta vẽ vào đây. Nhìn này chưa? Tôi lập ra một layer mới, tôi chuột phải, tôi chọn vào search up, tôi chọn cái giá trị màu sáng hơn. Nhìn chưa? 2 pixel không ạ? OK. Bạn nhìn này như tôi chưa? Nhìn nhá, giữ phim an kéo xuống đây. Nhìn chưa? Giữ phim an kéo xuống đây. Em nhìn đi chưa? Và sau khi em đưa những cái nét này vào với cái giá trị nó dụng thì cái cảm giác của những cái này nó không còn giá trị nữa. Có nghĩa là nó không bị buồn nữa. Người ta vẫn nhìn được hình ảnh, những cái nét nó chỉ là cái giá trị trang trí, nhưng nó sẽ tạo ra cái khẩu vị của mắt của các bạn, là cái thiết kế của bạn nó không bị dao, một màu, không bị cứng nhá. Các bạn hiểu cái này của tôi chưa? Nên nét và mảng là tạo ra giá trị về tương phản. Tương phản mà, giống như đen đi với trắng, cong đi với thẳng. Các bạn hiểu cái này chưa đã? OK. Chúng ta sẽ liên quan đến tiếp theo một giá trị nữa, liên quan đến hình thù. Các bạn ghi đi, hình thù của đối tượng liên quan đến ngũ hành. Nào, hình thù liên quan đến ngũ hành như sau. Vứt bỏ toàn bộ cái này đi được không ạ? Rồi, hình thù liên quan đến ngũ hành. Hy vọng rằng các bạn sẽ nhớ được cái phần này cho tôi, để khi mà chúng ta gặp khách hàng, chúng ta có một sự giải thích thấu đáo. Đồng ý không ạ? Rồi, bắt đầu chúng ta sẽ liên quan đến hình đứng. Nhìn chưa? Hình đứng này này, nó liên quan đến hành mộc. Chúng ta có thể chọn vào màu xanh lá cây, lập ra một layer mới, an bách. Thế chúng ta thuộc này chưa? Hành mộc.
Hành mộc hợp với 1986 là hành hỏa đấy, mộc sinh hỏa đấy. Hành mộc sinh năm rất là thích với 1989, rất là hợp với 1981. Còn tất nhiên bạn muốn biết hợp tuổi nào đó nên Google search cho tôi hành mộc tuổi gì. Hiểu cái này chưa đã? Người ta có quy luật tương sinh tương khắc. Tương sinh là gì? Là sinh ra nó. Cây mà nhiều thì có phải lửa cháy càng cao không ạ? Các bạn hiểu cái nguyên tắc hay chưa? Nó đi theo một giá trị gọi là logic. Và khi là thiết kế cho bất cứ một ấn phẩm nào đó thì các bạn nhớ một điều rằng các bạn chưa nói thì có khi khách người ta đã nói rồi, phải chọn màu của chị, không phải chọn màu của em đấy nhé. Nên chúng ta phải lựa cái giá trị này. Và khi lên trên mạng các bạn search về quy luật màu, ví dụ như màu của hành mộc thì nó sẽ ra một cái bảng màu cho bạn là màu tương sinh. Nó sẽ đưa cho các bạn rất nhiều loại màu về màu xanh này với các sắc màu khác nhau. Vậy thì lúc đấy chúng ta mới đưa ra thì có người là chọn theo tông màu và sắc độ nhà cho phù hợp. Các bạn hiểu chưa? Cái này đôi lúc khi làm nó sẽ bỏ qua giá trị về đẹp, bởi vì sao? Người ta thích cái màu này. Nhưng chúng ta nếu tư vấn bảo là chị ơi cái này mà đậm hơn một chút xíu nó sẽ rất là dễ chịu. Nếu mà làm trà không thể chọn màu già được, bởi vì già nó sẽ bị làm cho cảm giác trà cũ. Nhưng mà chọn non quá thì bị non chẹt hơn trẻ con. Vậy thì chọn tầm nào là trung vừa. Thì cái việc đấy là các bạn cũng phải tư vấn. Các bạn hiểu chưa? Ok. Xong chưa? Lúc này sau khi làm xong chúng ta bỏ cái này đi. Chúng ta lập ra một layer mới tiếp theo. Chúng ta vẽ một cái vùng tròn chiều ngang liên quan đến hành mộc. À, hành thổ. Tôi sẽ chọn màu thổ là màu của đất. Chiều ngang là liên quan đến hành thổ. À, cái này sau này khi mà các bạn thiết kế về logo thì cái này rất quan trọng. Hình tôi dùng cực kỳ chuẩn. Hiểu cái này chưa? Đầu tiên là mộc đúng không? Nhưng mà thổ có dưỡng mộc không? À, vậy thì những ông sinh năm 89, những ông sinh năm 81 cực kỳ hợp với chiều nằm ngang. Bởi vì hành đó là hành thổ, nó dưỡng ông. Hiểu chưa ạ? Em có thấy cây mà sống được có phải nhờ đất không ạ? Không sống kiểu gì giờ. À, tất nhiên cây có sống được thì phải còn phải nhờ đó là nước nữa. Nên em có thấy một số cái bình ấy nó chỉ cần có nước dưới và nó trồng cây vẫn sống không? Đúng không ạ? Vậy thì có hai loại cây. Cây một là sống trên đất, hai là sống trên nước. Đúng chưa? Vậy thì muốn sống khỏe thì có phải là thứ nhất là đất để cực kỳ ok. Và thứ hai sống khỏe thì phải có nước nữa. Đúng không? Chính xác chưa? Em có thấy nó không khoa học mà. Chính xác chưa? Rồi vậy thì sau khi mà chúng ta hiểu về cái hành thổ rồi thì bây giờ chúng ta sẽ chọn thành những hình có góc cạnh. Nhớ tôi đang nói hình góc cạnh, bạn có thể chọn một hình tam giác. Nhìn hình tam giác chưa? Cái này liên quan đến màu đỏ. Đúng rồi. Chúng ta sẽ chọn màu này là màu đỏ, màu hồng. Cái này 86 đây. Nhìn chưa? Cái này tượng trưng cho giá trị về sáng tạo. Bởi vì sao? Vốn dĩ một cái hình mà chúng ta vẽ tam giác này ra này thì thường thường ba cạnh này không bằng nhau là rất là tốt. Bởi vì làm sao? Nó có sự tương phản, nó có sự so sánh, nó có ngắn, dài và cực dài. Đúng không ạ? Chứ đừng bao giờ vẽ một cái hình mà nó hai cạnh bằng nhau, trông nó đã không thích rồi. Đấy, vậy thì một cái tam giác nó cũng đa lại rất nhiều sắc thái và tạo ra cảm giác mạnh. Thì cái này mang hành hỏa. Hành hỏa tượng trưng cho những giá trị. Người ta hợp với sinh năm 1977, 1986, bởi vì 86 thuộc hành hỏa, 77 thuộc hành thổ. Bởi vì hỏa mà đốt cháy quá thì nó sẽ trở thành đất thôi ạ. Vậy thì có phải là cứ đốt cháy đi thì đất tôi được bồi thêm. Đấy là tôi giải thích theo nguyên lý về ngũ hành cho các bạn biết tại sao lại quy luật tương sinh tương khắc như vậy ạ. Hiểu cái hành chưa đó? Mà thổ nhiều cháy nhiều quá thì làm sao? Trở thành đất. Mà đất nhiều quá thì nó trở thành kim loại, nó trở thành quặng trong giá trị đó. Đúng không? Các bạn hiểu cái này chưa? Và hành kim nó tượng trưng cho hình tròn, hình cọc. Các bạn ghi đi. Chúng ta hiểu viết về một chút xíu. Không thừa đâu. Một ngày nào đó thì gặp khách hàng mà bảo là anh chị phải chọn cái này. Em có tin rằng một ngày nào đó nếu chúng ta tin tưởng một điều gì đấy nó là một giá trị về vô hình mà chúng ta làm được cộng với giá trị bên ngoài bên trong nữa thì có khi nó tạo ra sự may mắn cho cái sản phẩm trên thế giới ra nó tốt hơn. Thì hành kim nó tương ứng với cái này và tròn nó tượng trưng cho sự viên mãn. Em hiểu tượng trưng cho sự viên mãn chưa? Em biết hình vuông chưa? Hình vuông em có thấy chắc chắn không? À, nhưng mà làm hình vuông có bị cứng không? Có, nhưng mà lại cực kỳ hợp với gì? Bất động sản. Nó hợp với máy bay. Vé máy bay đấy. À, có nhiều người vẽ cong này nhưng mà có nhiều thằng khi mà gặp ông già mà
là chủ ở cái chỗ máy bay đấy, yên tâm em sẽ dựng thẳng cho anh, cực kỳ đơn giản cho anh, được ngay, chấp nhận. Bởi vì sao? Nó phải tạo ra một sự tĩnh, sự cân bằng và sự chắc chắn trong đó, chứ không phải là một sự bay. Em hiểu sự bay chưa? Em có thể vẽ đường cong, nó rất là đẹp. Đó, thì hình tròn nó tượng trưng cho hành kim. Thì thường thường anh sẽ chọn cho nó là màu trắng và màu vàng. Đấy, hiểu đây chưa? Và kim thì nó hợp với cái gì? Thì thổ sinh kim mà, đúng không ạ? Nhưng kim nhiều quá thì nó sẽ tạo ra các dòng nước, thì gọi là kim sinh ra thủy, thì nó sẽ rất hợp với đường lượn sóng. Ok, vậy lúc này chúng ta sẽ tiếp theo, chúng ta xóa này đi, chúng ta lập ra một layer mới thì chắc chắn phải vẽ bằng công cụ pen lượn sóng nhè, đúng không em? Để chỗ Z này, đợi chút xíu nào, tích vào đây một điểm, tích vào đây một điểm, chuột nó bị cả hơi bị rồi. Ok nào, lượn sóng tượng trưng cho hành thủy, các bạn ghi đi. Và hành thủy tượng trưng cho màu gì ạ? Giữ control tôi kéo ở đây. Đây, ví dụ đây lượn sóng này, pen click vào đây một điểm. Đấy, ví dụ thế. Và cái màu này chắc chắn các bạn sẽ chọn cho tôi là màu liên quan đến màu xanh. Đấy, ví dụ như tượng trưng cho anh thủy, thì thủy sẽ sinh ra mộc, mộc sẽ sinh ra hỏa, hỏa sẽ sinh ra thổ, và thổ sinh ra kim, và kim sẽ sinh ra thủy. Vậy trong giá trị khi chúng ta dùng ngũ hành quy luật tương sinh tương khắc, thì chúng ta sẽ biết rằng màu nào phù hợp với giá trị nào. Các bạn hiểu cái này chưa đã? Ok, có cần phải hiểu về đặt vị trí không? Các bạn ghi đi, hành thủy tượng trưng cho phương Bắc. Chúng ta học kỹ luôn. Đấy, học đồ họa có nhiều bạn ơi liên quan gì, nhưng mà ra ngoài đời toàn thằng ấy nói chuyện đấy mà toàn là nó thuê mình nhá, nó nói chuyện đấy mà mình không biết một cái gì thì rất dở hơi luôn. Vào mình nói nói lung tao lung về màu ạ, đúng thẳng không biết cái gì thì cứ ngồi mà nói thì nó rất là dở. Trong một cái cuộc nói chuyện mà chúng ta không nhảy một câu nào thì chúng ta trở thành người rất vô duyên. Em hiểu cái điều đấy chưa? Ok, phương Bắc tượng trưng cho hành thủy, thấy chưa? Phương Nam tượng trưng cho hành hỏa. Bắc Nam rồi đúng không? Tây tượng trưng cho hành kim. Đông tượng trưng cho hành mộc. Tây Nam tượng trưng cho hành thổ. Tây Bắc tượng trưng cho hành kim. Còn thiếu cái gì đâu? Đông Nam tượng trưng cho hành gì? Mộc. Hết chưa? Quên hết rồi. Phương Bắc tượng trưng cho hành gì? Thủy rồi đúng không? Được chưa? Phương Nam tượng trưng cho hành hỏa, được chưa? Tây tượng trưng cho hành kim. Đông tượng trưng cho hành mộc. Đông Nam tượng trưng cho hành mộc. Tây Bắc tượng trưng cho hành kim. Tây Nam tượng trưng cho hành thổ. Và Đông Bắc tượng trưng cho hành thổ. Hết chưa em? Còn gì nữa không ạ? Còn cái nữa là trung cung. Biết trung cung là gì không ạ? Là giữa đấy. Nó tượng trưng cho hành thổ. Và các bạn nhớ một điều rằng như này nhá, nó rất là quan trọng. Bởi vì con người chúng ta chỉ chia ra hai loại thôi. Chia ra hai loại, Đông tứ và Tây tứ, thì chúng ta chỉ cần nhớ một loại thôi. Tại vì nếu mà Đông tứ thì có phải là mình chỉ ngược lại là Tây tứ không ạ? Cần quái phải nhớ hết đúng không ạ? Đông tứ thì thường thường nó chỉ hợp với Đông, Đông Nam, Nam và Bắc thôi. Các bạn hiểu cái này chưa? Đông, Đông Nam, Nam và Bắc thì đấy là Đông tứ. Nhưng dù có Đông tứ và Tây tứ
thì cái giá trị Tây và Tây Bắc người ta không bao giờ chọn đó là làm bếp đặt vào đó. Bởi vì trong một căn nhà thì cái bếp rất quan trọng. Nó là nơi gọi là chứa thức ăn của em, nó là nơi chứa khí của em. Vậy thì Tây và Tây Bắc thuộc hành kim, bếp thuộc hành hỏa, hai cái đấy xung khắc. Nên khi người ta làm tất cả các khu chung cư, bạn yên tâm, bếp ít đặt vào Tây và Tây Bắc. Chúng ta tính toán một cách khủng khiếp. Nhưng chúng ta cứ lên nhà, chúng ta xem nhà, chúng ta cứ chửi những mẹ những bọn này bố trí không biết ra gì. Nhưng mỗi tội là đúng bố trí theo cách của ông thì thực sự nó chả đâu ở đâu. Em hiểu ý anh chưa? Ok. Đấy là nói như vậy nha. Nhưng các bạn có thấy rằng khi tôi thiết kế bất cứ một ấn phẩm nào, ví dụ làm nhận diện thương hiệu cho một công ty, vậy công ty đấy có liên quan đến giám đốc không? Vậy giám đốc đấy có liên quan đến Đông Tứ và Tây Tứ không? Vậy tôi sẽ treo poster đầu. Chỗ nào tôi cần sơn màu xanh thì trên đấy có ấn phẩm về đồ họa không? Chỗ đấy nếu thuộc hành Bắc tôi sẽ cho màu xanh, cho cá, tôi vẽ cá vào. Thế thôi, đúng không? Bởi vì mình phải đem lại sự may mắn cho họ. Nếu tôi không đưa những giá trị cá mú vào thì tôi phải đưa tông xanh vào đó. Hợp lý chưa ạ? Hiểu cách làm chưa ạ? Nó đều logic đến nhau đấy. Nếu chúng ta làm như thế thì chúng ta rất là thấu đáo trong cái chuyện là chúng ta đi làm nhận diện thương hiệu. Đến đâu nói được đấy. Em biết là vào văn phòng mình nói được cái câu mà anh ơi, cái vị trí này anh làm ngồi rất đúng chỗ, anh bố trí này nó sẽ hợp lý hơn tí nữa. Thậm chí em mua một cái đồ vật rồi em tặng cho người ta, nó thấy là rất ý nghĩa. Nó không phải là tiền, mà nó vấn đề là tạo ra một cái sứ luồng khí đi vào cho cái công ty anh làm ăn phát triển đi. Em hiểu vấn đề đấy chưa? Nên là không cần biết sâu, nhưng phải biết đủ để chúng ta làm được cái việc của chúng ta. Chứ nếu mà chúng ta biết sâu rồi thì hôm nay chúng ta đối diện với nhau đó là một ông thầy. Đúng không ạ? Biết sâu quá đau đầu lắm nhá. Ok, xong chưa? Rồi bây giờ chúng ta sẽ liên quan đến phần ứng dụng. Các bạn ghi đi cách ứng dụng cho phần thiết kế như sau. Trước khi đi đến ứng dụng, tôi sẽ giải thích cho các bạn một chút xíu trong phần hôm nay chúng ta ứng dụng như sau. Đó là một đối tượng khi vẽ ra gồm các thuộc tính như sau. Nào các bạn nhìn tôi vẽ một cái hình tròn. Sau khi đã có vùng tròn xong, đây là hình tròn nhá. Các bạn muốn đổi giá trị từ hình tròn trở thành hình vuông, người ta dùng công cụ Shift M. Bởi vì công cụ này là tên là gì? Ok, Shift M chính là đổi. Mình nhìn là Shift M đổi chưa? Hiểu cách làm chưa? Thôi ghi đi. Đấy là sau khi mà hiểu về cái quy luật về bố trí bố cục, chúng ta về phải tự sáng tạo. Sáng tạo không biết là đẹp hay xấu, không biết là hợp lý không hợp lý, nhưng ít nhất chúng ta vẽ rồi thì có người ta có thể nhận xét được cho bạn. Còn bạn chưa vẽ thì ai nhận xét cho? Tôi không biết ông vẽ sai, vẽ xấu đâu, đúng không ạ? Dù xấu hay đẹp thì cũng phải trưng bày cho người ta biết nha. Học cái nghề này mà giấu dốt là chết đấy, được chưa? Nhìn lập ra một layer mới, tôi đổi cho nó một giá trị, đó là một màu vàng cho nó bắt mắt. Alt Backspace là đổi màu phía trên, Ctrl D, được chưa? Rồi tiếp theo tôi vẽ một cái vùng chọn tiếp theo nữa, được chưa? Tôi sẽ chọn một cái màu khác, ví dụ tôi chọn màu tím hồng, hộp bánh xe. Lập ra một layer mới và tôi đổ màu tiếp theo, Ctrl D, được chưa? Thì các bạn nhìn này, trong cái bảng layer trên một đối tượng nó có thuộc tính là opacity. Opacity chính là độ trong mờ của đối tượng. Các bạn ghi vị opacity trong một đối tượng chính là độ trong mờ của đối tượng đấy. Giống như em đeo kính đấy, em đeo kính 12 em nhìn rõ nha, là 100% đấy nhá. Nhưng em nhìn hơi mờ mờ thôi, là khi mình vào nhà tắm. Đã bao giờ vào nhà tắm chưa? Nhìn thấy cái kính là hơi mờ mờ chưa? Opacity được 30% thôi. Hiểu cái đấy chưa? Đấy, giải thích như vậy thì biết được. Thỉnh thoảng đi còn nhìn nhá. Nào, vậy thì lúc này tôi sẽ cần ấn vào cái opacity bằng cách nha. Chúng ta sổ xuống, nhìn chưa? Chọn vào giá trị kéo. Thì bạn có thấy trong mờ chưa? Và khi mà kéo trong mờ, nó tạo ra một cái hiệu ứng cực kỳ quan trọng đối với những người không cần biết về màu. Đó là sự hòa trộn màu sắc. Em hiểu cái sự hòa trộn màu sắc. Vậy thì hai màu đứng gần nhau thì nó phải trộn, để chính là màu thứ ba là ông này này. Muốn đứng được gần nhau, không cần biết nó hợp hay không,
thì nó phải có màu thứ ba, hiểu chưa? Bởi vì trong màu thứ ba này nó có màu vàng, mà trong màu thứ ba này nó có màu tím. Các bạn hiểu cái này chưa đã? Thì đấy mới gọi là màu thì chúng ta có thể đi cùng với nhau được. Còn trong nguyên tắc của các bạn dùng mỹ thuật thì nó phải là tông là cùng một màu tím, nó chuyển độ thành màu tím nhạt hơn nữa. Thì có những cái làm rất xấu và tối, các bạn nhớ nhá, đôi lúc không thể làm được chưa đấy rồi. Xong cái này chưa? Thứ hai, tôi tại chuột phải cái thứ hai, tôi chọn vào giá trị ấn trên bàn phím. Các bạn có thể điều khiển opacity bằng cách là ấn trên bàn phím bằng số 4, số 3, số 2, số 1. Hiểu cái này chưa? Hiểu ấn trên bàn phím nhá, nó tự opacity cho các bạn. Hy vọng rằng bản Inus CC 2019-20 nó sẽ có tính năng là ấn số trên bàn phím để tôi điều khiển opacity một cách nhanh nhất. Còn Inus không có giá trị này, ngồi phải ngồi kéo rất là mệt, hiểu cái đấy chưa? Nên là điểm khuyết thiếu hay không thì biết ngay mà. Xong chưa? Hiểu phần này chưa đã? Rồi, ok. Và tại sao phải tạo ra sắc độ? Tại sao phải tạo sắc độ? Bởi vì khi mà một bản thiết kế thì em có thấy là opacity khác nhau thì sẽ có sắc độ khác nhau đi xuống nền, đúng không ạ? Vậy tôi copy, vậy tôi mới sinh ra cái chuyện như sau. Các bạn đi cách copy một đối tượng. Hôm nay không cách copy nha. Cách copy tôi chia ra hai loại chính thôi. Đó là Ctrl Z. Biết Ctrl Z không ạ? Ctrl Z là gì? Là copy, là nhân bản, nguyên bản cái hình của chúng ta. Vậy thì tôi đang chọn màu vàng, tôi chọn 100% lên được không ạ? Các bạn đồng ý tôi 100% chưa? Tôi ấn vào Ctrl Z thì có phải nó sinh ra hai bản không ạ? Được chưa? Đây là cách copy, vậy tôi có thể kéo lệch nhanh được không ạ? Bởi vì hai sắc độ đang bằng nhau đúng không? Nhưng tôi ấn vào số 5 thì có phải opacity bằng 50 không ạ? Ấn số 5 thì có phải opacity bằng 50 không ạ? Nhìn chưa? Ok, tôi lại ấn vào Ctrl Z tiếp lần thứ hai. Được chưa? Tôi lại dịch chuyển đi theo một giá trị nữa xuống đây. Tôi ấn số 3 thì có phải opacity bằng 30% không ạ? À, tiếp theo tôi lại ấn vào Ctrl Z tiếp theo lần nữa. Tôi lại kéo xuống đây một tí nữa. Tôi ấn số 1. Em thấy chưa? Nó có một sự chuyển độ. Vậy thì cái sáng nhất là nơi sản phẩm còn chuyển độ dần êm vào nền chưa? Và cái này nó sẽ đem lại một cái giá trị cho các bạn là cách sản phẩm bạn đập vào một cái nền nó không bị bay ra ngoài. Bạn biết nó bay ra ngoài chưa? Nó bị bật ra ngoài hẳn đấy. Nhưng trong một số sản phẩm thiết kế người ta vẫn bắt gặp tạo ra một giá trị là giữa hình và nền tương phản mạnh nhất có thể. Đó là thế giới di động. Các bạn biết thế giới di động không ạ? Cái logo là màu vàng, còn cái background là màu đen. Rất bắt mắt đúng không? Và bạn nhìn xa, bạn nhìn thẳng trực tiếp thấy logo mà không cần phải đệm biết gì hết. Nhưng nguyên tắc khi làm thiết kế những thằng khác, bạn vẫn phải có đệm để nó không bị bay ra ngoài. Nó bay ra ngoài khỏi cái sản phẩm của bạn, bạn hiểu chưa? Nó phải hòa cùng sản phẩm của bạn. Đấy là một trong cách. Còn có những thằng đấy nó bỏ qua giá trị đấy, nó chỉ có giá trị tương phản thôi. Đen và trắng, vàng và đen. Là thế là đủ rồi. Em hiểu chưa? Nhưng nó lại đem lại một tín hiệu rất ở xa. Tôi làm mấy biển mà các bạn có tin rất là từ ngoài kia nhìn nào tôi vẫn thấy tôi không ạ? Bởi vì sao? Đấy là nhận diện thương hiệu, nó chỉ có hai màu thôi và nó đem lại giá trị tương phản cực kỳ mạnh. Nhưng trong bản thiết kế với những cự ly nhìn ngắn, em ơi, thế giới di động trông thế thôi, nhưng thiết kế nhỏ nhỏ ấy, nó vẫn phải có chuyển độ. Bởi vì cái cự ly mà chúng ta nhìn ngắn thì bao giờ cũng phải có đập, có trung gian và có sáng. Nhưng ở xa người ta thiết kế biển chỉ có một màu đen và con logo thôi à. Hiểu cái đấy chưa? Ok, vậy bạn biết tại sao ứng dụng cho cái này, ứng dụng cho cái kia chưa? Tôi nói nhiều nhài để cho các bạn sau này ghi đề gặp khách hàng, bạn còn phải tư vấn cho người ta làm sao cho người ta phục bạn. Bởi vì làm sao? Phải chọn đen và trắng thôi, chứ không thể chuyển đổi như ai được. Tất nhiên nó đẹp, nhiều lại không có tín hiệu bắt mắt ở xa. Còn có những người tôi gặp cho bạn biết nằm biển Venet chưa? Mọi người biết biển Venet không? Tôi thích màu đỏ hơn. Lý do rất đơn giản là trong màu đèn nó phát sáng và nó nhìn xa dễ hơn. Em chọn màu xanh nó không bằng màu đỏ đâu. Không tin, đi ra rất nhiều biển khác nhau, nhưng em có một cái biển màu đỏ mà em thắp sáng buổi tối. Biển đấy là biển số 1 nổi nhất trên hiện tại bây giờ. Nên thường thường khi làm biển đèn led, biển bóng sáng, thường thường tôi tư vấn cho cái màu bắt mắt nhất. Tất nhiên nó cũng có thể là không cùng màu với cái giá trị thương hiệu của bạn, nhưng nó có tín hiệu ở xa. Và xa nhìn thấy tôi là chết rồi, đúng không? Tôi làm nhà hàng cứ ở xa nhìn thấy tôi là đứt rồi. Hiểu chưa? Ok. Rồi, vậy các bạn hiểu về sắc độ này chưa? Và hiểu về này copy đầu tiên là Ctrl gì? Rồi, ok, tôi bỏ qua. Đen,
đen được cái này nhá. Nào, cách copy thứ hai, dùng phím an đẩy sang phải, dùng phím an đẩy sang phải là cách copy. Mà tất nhiên có số 5 được không ạ? Giữ phím an đẩy sang phải. Số 3, giữ phím an đẩy sang phải, ấn số 1. Dễ chưa? Vậy thì lúc này tôi đã trình bày cho bạn hai cách copy. Cách copy thứ nhất là giữ phím an kéo trái, kéo phải, kéo lên trên, kéo xuống dưới. Cách thứ hai, người ta dùng Ctrl Z. Hiểu cái này chưa đã? Rồi, xóa đi. Tiếp theo, tất nhiên còn một vài cách nữa, rất đơn giản. Các bạn có nhìn cái này không ạ? Có nhìn thấy cái này là tạo layer không ạ? Cầm cả cái layer đó kéo phát xuống, chính cái phần tạo layer nó sẽ sinh ra phiên bản 2. Đây cũng là cách copy nhá. Nhưng tôi nói thật cho bạn biết tôi ít dùng cái này. Bởi vì sao? Nó không thể nhanh bằng cái mà tôi đang làm được. Nên đầu chúng ta có giới hạn. Cũng giống như máy tính chúng ta cũng chỉ có RAM tầm đó thôi. Nhớ ít thôi. Nhớ những cái gì mà làm nhanh thôi. Còn những cái thứ mà nèo vèo bọn anh ơi, tại sao em thấy trên mạng nó làm lại? Ừ đúng rồi, em nhớ nốt đi. Anh cũng cấm em đâu. Đúng không ạ? Nhưng em nhớ để làm cái gì, đúng không? Có nhiều người hỏi bảo anh ơi, em thấy trên mạng nó dạy TikTok ngon đấy, mà tại sao anh chỉ dạy vừa vừa ra ngoài đời người ta cho một cái hình cứ ngồi đấy mà TikTok à? Không phải dở hơi không? Trong khi đó người ta chỉ cần cho cảnh chìm vào nền, đập một cái chữ đẹp là đẹp rồi, khách hàng người ta ok xử rồi. Có khi em TikTok ra dở hơi lại cuối cùng làm nền không đẹp, người ta đếch chọn, không phải dở chưa? Nên cái giá trị tôi muốn đem lại cho các bạn, cái khả năng trực chiến, thực chiến của bạn có ngon không thôi. Trong khi đó tôi đang nói cho các bạn là vừa làm vừa lại về cách truyền đạt để cho các bạn khi mà các bạn gặp khách hàng, bạn chiến đấu với người ta, bạn nói chuyện cho người ta thấy ok bạn thì đấy mới là quan trọng. Em đồng ý với tôi về đấy không? Chị em vẽ đẹp nhưng mỗi tụi em đếch nói được, trông mặt đã khó chịu rồi, mặt đã xấu trai rồi, nói còn không hay nữa thì tôi nghỉ luôn, đúng không ạ? Chứ mắt tôi không đẹp trai. Nhưng mà tôi nói rất là chân thành, cái điều đấy rất quan trọng và các bạn nhìn được điều ấy, đúng không ạ? Thì là tôi ăn điểm cho còn gì nữa, đúng không? Ôi trông mặt thằng xấu trai nhờ. Ừ đấy, hồi xưa tôi có một học sinh nghe bảo như thế, mà anh không thằng nào xấu trai bằng em, đến con chó nhà em xấu nhất mà nó còn không xấu bằng em. Mà nói câu đấy nó thật các bạn nhé, rất buồn cười thôi. Đấy là thằng cu em thôi, nhưng mà nó cực kỳ hài hước. Và chính là những cái sự hài hước nó tạo ra cái giá trị nền tảng để chúng ta có thể sáng tạo nhiều hơn. Các bạn hiểu cái này chưa? Chứ không phải cứ khuôn khổ quá làm dở hơi đấy. Ví dụ thỉnh thoảng tôi đóng thùng, nhưng thỉnh thoảng tôi phải ăn mặc như chip thôi, đúng không ạ? Có ai biết tôi là ai đâu, đúng không ạ? Rồi ok, hiểu cái này chưa? Bây giờ chúng ta sẽ đi vào ứng dụng nhá. Nào, bây giờ cách thiết kế, bỏ tắt đi. Nào, cách tạo ra bản thiết kế như sau. Việc đầu tiên, chúng ta tạo ra một khổ giấy có kích thước phù hợp với bản thiết kế. Một cái banner, một cái standee, một cái hộp hoặc một cái gì đó tùy các bạn. Thì công việc đầu tiên tôi sẽ chọn cho nó. Hôm nay tôi sẽ thiết kế một cái banner có chiều ngang là 1200 và chiều cao 628. Đây là một phiên bản dành cho banner, dành cho Facebook. Tất nhiên nó còn có quy cách khác nếu bạn xoay ngang xoay dọc, hiểu chưa? Nếu em thiết kế này thì khi mà em đẩy lên trên mạng với 4 hình ảnh thì trông nó khá là đẹp. Đấy thì giá trị đầu tiên tôi chỉ chọn như này thôi. Và độ phân giải tôi để 150. Có nhiều người bảo anh ấy em có thể đẩy 300 được không? Không có, 300 vẫn được. Nặng hay không do máy nó chịu mà. Nhưng em đẩy lên web câu chuyện khác hẳn nhá. Hôm nay tôi đẩy Facebook thế nào cũng được. Nhưng nhớ một điều rằng đây là RGB nhá. Xong chưa? Chốt này chưa? Và hôm trước tôi có nói chia sẻ bạn đó là chế độ 8 bit cực kỳ quan trọng, đúng không ạ? Xong. Được chưa? Giai đoạn đầu là giai đoạn mà chúng ta cần phải làm gì ạ? Đổ cho nó một cái màu, đồng ý không ạ? Ok, tôi chọn một cái màu. Thường thường tôi chọn một màu như sau, đó là màu đỏ, tôi kéo xuống một chút xíu ám tím. Và tôi chọn một tím già. Các bạn nhìn tím già chưa? Nhớ một điều, khi thiết kế thà rằng mình làm màu già còn hơn là làm màu non nhá. Em biết không? Trông nó già dặn còn hơn là non màu nhá. Còn nếu mà muốn sao làm một tí tím một tí đấy, thì các bạn nhớ một điều rằng cái này phụ thuộc vào con người các bạn. Có xem nhiều sản phẩm từ tím không? Thì bạn mới nhiễm cái màu của người ta và làm ra đúng cái thứ người ta thích. Ví dụ tôi làm cho trẻ con thì tôi phải đóng vai trò tôi giống trẻ con, thì tôi mới cảm giác chúng nó như nào chứ. Chứ ông lại lấy một cái đầu người lớn ông ốp cho nó không giờ thích đâu. Nên là các bạn nghĩ về tôi cái điều này cực kỳ quan trọng. Em phải đứng vai trò là khách hàng nhìn vào sản phẩm của em, chứ đừng bao giờ đứng vai trò là em
là người nhìn vào sản phẩm của em. Như vậy nó sẽ bị thiếu giá trị về khách quan. Em hiểu cái này chưa? Nên khi làm xong ngu gì mà không đi hỏi khoảng 100 thằng. Anh ơi, cái sản phẩm nó có đẹp không? 100 thằng nó trả lời đẹp. Yên tâm, dù mình bẩn xấu thế này nó bảo đẹp, nhưng mà nó là đẹp đấy à? Đồng ý không ạ? Em trình bày một sản phẩm em trong siêu thị, em bảo đứng gần với sản phẩm khác, nhưng trong khi đó đặt 1000 thằng nó nhảy vào nó chọn cái của em. Thành công là của em. Trong khi đó em làm màu sắc mỹ thuật, cái gì cũng mỹ thuật, nhưng mà đặt lên 1000 thằng vào nó không chọn cái nào cả. Em tính sao? Cái đấy là thất bại của em. Bởi vì em, cái cách nhìn của em về khách hàng, nghiên cứu về tâm lý khách hàng kém, nên em đưa ra sản phẩm kém. Thế thôi. Em biết không? Ở bên nước ngoài người ta vẫn có cả cái công ty là chuyên gia đi nghiên cứu về, thứ nhất về cái sử dụng sản phẩm của bạn trước khi đưa ra sản phẩm. Anh ơi, ví dụ nói bao cao su, đến đưa ra một cái bảng lít này. Anh ơi, anh thích bao cao su có mềm không? Tích vào đây. Anh có cần bao cao su dài không? Tích vào đây. Anh có cần bao cao su lại vừa không? Hoặc là như nào đó. Ok. Em thấy không? Nó đưa ra như, ông tích hết vào đây, nó đến hỏi con bia em ạ. Thì ở đấy có nhiều đằng đàn ông mà. Vậy nếu muốn hỏi phụ nữ vậy đến đâu ạ? Spa đúng không? Tôi muốn ra một loại mỹ phẩm. Chị ơi, chị có cần cái này có, khi mà chị bôi mỹ phẩm lên có cần độ ẩm ướt không? Có. Chị ơi, chị cảm giác da mặt khi mà bôi xong cái này nó phải như nào không ạ? Tích vào đây cho tôi cái. Những nốt tích, tích xong thu thập tất cả khu vực mang về, nó sẽ ra một cái dòng, nó ngồi nó nghiên cứu xong sản phẩm đấy. Và cuối cùng nó ra đúng một dòng sản phẩm đấy, gồm tất cả những cái tính năng mà các chị em đang thích, rồi các người đàn ông đang thích. Mua thôi. Đúng không ạ? Nó có công ty như vậy đấy à? Công ty chuyên gia nghiên cứu về thị trường đấy nhá. Tôi đã từng nói chuyện với thằng em, tôi làm công ty đấy rồi. Đấy, quay trở lại với cái phần màu. Tôi chọn màu già, tôi chọn ok. Nhìn thấy chưa? Việc đầu tiên chúng ta dùng lệnh an match bay, đó là đổ màu phía trên, ấn F để nó full màn hình. Nhìn thấy chưa? Sau khi làm xong, tôi sẽ chọn một cái vùng chọn như sau, đó là hình vuông. Để muốn vẽ vùng chọn hình vuông, chúng ta vẽ nhảy nha. Nhìn thấy chưa? Thì có phải đây là tự do không ạ? Nhưng chúng ta giữ phím shift thì nó trở thành hình gì? Ok, vậy ghi đi. Vẽ tự do, thoải mái, nhưng vẽ muốn trở thành vuông, vẽ giữ shift cho tôi. Sau này tôi hy vọng là các bạn phóng sáng tạo hơn. Xong chưa? Và sau khi tôi vẽ xong thì cái việc thứ hai của chúng ta là chọn một cái màu. Và cái màu mà để muốn tạo ra sự an toàn và hòa trộn với tất cả các thể loại nền khác nhau, thì đó là màu trắng. Tôi giải thích nhé. Để muốn hòa trộn với tất cả các màu khác dễ dàng thì nó phải là màu trắng. Và để muốn làm được màu trắng, tôi ấn F7, tôi lập ra một layer mới và tôi đổ màu trắng được không ạ? Màu trắng ở đâu bây giờ? Thì người ta sẽ có một nguyên tắc như sau. Các bạn nhìn màn hình hai cái này chưa? Khi tôi ấn vào phím D, nó sẽ trở thành màu trắng và màu đen mặc định của máy. Nhìn này chưa? Hiểu cách tôi ấn phím D chưa? Còn tất nhiên là có nhiều người bảo anh thấy làm sao phức tạp thế, ấn vào đây chọn màu trắng cũng được không? Thì có ai bảo sao đâu. Đúng không ạ? Nhưng mà tôi hỏi bạn nhé, ví dụ trong lúc này đang làm màu xanh, ok, màu này đang là màu vàng, ok, hiểu chưa? Bây giờ bạn ngồi tích vào đây, bạn chọn kéo nhảy, bạn có thấy mất màu không? Ngay không? Trong khi đó tôi chỉ cần làm một thao tác thôi, đó là ấn vào D. Tôi ấn vào lệnh Ctrl Back Bay đủ màu trắng và Ctrl D rút lại. Xong rồi đấy. Em thấy không? Bạn cần tốc độ không? Tôi làm tốc độ cực kỳ luôn. Nhưng vấn đề vẫn phải là đẹp em ạ. Chứ không phải là tốc độ. Tốc độ nó chỉ dành cho những cái bọn mà kỹ thuật thôi, chứ nó không phải dành cho người thiết kế đâu. Có những đứa nó thiết kế chậm một tí nhưng nó làm đến đâu chết đến đấy, nó làm đến đâu đẹp đến đấy. Mình thì ngóng à, giống mớ hỗn độn trông khiếp, đúng không? Xong chưa? Lúc này sau khi làm đến đây, người ta mới sinh ra một cái trò như sau, đó là bạn có thể xoay đối tượng này bằng cách như sau. Thì các bạn có nhớ phím V hồi trước chúng ta có show transform. Show transform chính là giá trị. Show transform có phải là show ra cái form dáng không? Ấn vào đây, em có nhìn thấy điểm chốt không ạ? Thì cái này có phải chúng ta thu nhỏ phóng to như này đâu ạ? Ok, rồi nha. Các bạn phải nhớ một điều rằng tôi dạy tôi không bao giờ tôi chọn cái này tôi nói hết. Phải liên quan bài sau tôi mới quay trở lại tôi lại nói tiếp. Thì như vậy nó mới hết được công cụ, nó mới thấu đáo và biết được cái khả năng ứng dụng nó mạnh như nào. Chứ bây giờ mới cứ dạy cái này tôi thật cho bạn nên nói tí xong, nhưng ứng dụng chi nhìn thấy đâu, đúng không? Nào, ra góc của biểu tượng, nhìn chưa? Nhìn ra góc biểu tượng chưa? Bạn giữ shift
bạn giữ ship nhá, bạn xoay này là gọi là xoay tự do, như giữ ship thì nó sẽ làm sao mặc định theo máy. Ok, đi đi ra góc xoay mặc định theo máy, đi chưa? Anh gió to quá bị choáng. Gió to quá. Anh nhìn được cái pin. Hả? Anh có biết pin đâu? Anh cắm vào đây. Em tính vừa vặn. Áp lên, từ từ. Cô khi thằng em nói thật, tôi hết pin thật. Chết thật, thằng em tinh thật đi. Ôi, cắm đúng cái chỗ không có điện. Chính cái này, phải cắm vào cái này. Rồi. Rồi, đầy điện này, bán điện. Ra chưa, giữ ship vào đây cho tôi nha, xoay góc độ này đi, nó sẽ là 45 độ. Và khi xoay nhảy, bạn sẽ đẩy ra góc nhảy. Nhìn này, nếu chúng ta đẩy hết góc nhảy này, nhìn thấy đẩy hết góc chưa? Các bạn có đồng ý với tôi, nếu đẩy hết góc nhảy thì cái khung hình của chúng ta chứa sản phẩm nó sẽ bị sao? Bị bé. Tôi hiểu bị bé chưa? Nên thường thường tôi đẩy vào trong thì nó làm sao? Có phải bị góc này không ạ? Vậy thì tôi cầm góc này tôi đẩy lên trên được như này được không ạ? Và tôi cầm góc này tôi đẩy xuống dưới được không ạ? Hiểu phần này chưa? Nếu đẩy sát vào đây thì nó bị thiếu cái góc, sản phẩm thì sẽ bị bé. Nhưng chúng ta đẩy vào trong thì chúng ta nhìn được nhiều sản phẩm hơn. Nhưng to quá thì cũng không được đúng không? Ok, tôi tập vừa thôi. Đấy, tập này được chưa? Sau khi làm xong tổng quan tất cả đối tượng, chúng ta ấn vào Enter là dứt lệnh. Và chúng ta bỏ social form đi. Nhìn chưa? Không cần dùng social form nữa rồi. Nào, sau khi làm xong thì chúng ta lại phải thống nhất một lần nữa là khi thiết kế người ta cần nhất về sắc độ. Phần thứ hai là tỉ lệ. Sắc độ là gì? Chính là độ đậm nhạt của đối tượng. Vậy chúng ta cứ tạo ra form cuối cùng đã. Cái form này nó khá với giống cốc cốc. Chọn vào Google. Thử xem có được không nhá. Nào bật cái cốc cốc mới lên. Biết đâu xuất hiện quảng cáo, nhìn chưa? Em có thấy không, khi một cái quảng cáo này, khi người ta làm trên một cái cốc thì em có thấy một bên nó sẽ là sản phẩm không ạ? Và một bên người ta nó tách không ạ? Được chưa? Nhưng cái phong cách của người ta tách cái ảnh này là gọi là ảnh ngoài khung. Làm gì có khung nào đâu. Đúng chưa? Nhưng cái ảnh của chúng ta là bố cục trong khung. Bởi vì chúng ta đang vẽ khung cho nó. Bởi vì chúng ta dùng vùng tròn. Các bạn hiểu chưa? Bố cục trong khung và bố cục ngoài khung. Hiểu cái này chưa? Rồi lại có cái bố cục vừa trong khung lại vừa ngoài khung nữa cơ. Kiểu thò chân ra ngoài đi. Ok, vậy thì như này nhá. Sau khi tôi đã chọn xong cái này, tôi ấn vào Ctrl Z. Vừa rồi Ctrl Z là gì? Copy. Thường thường copy nó thường thường lên phía trên hay phía dưới ạ? Ok, tôi giữ shift này, các bạn nhìn giữ shift đẩy sang phải này, nhìn chưa? Ấn số 50% thì nó sẽ là opacity 50%. Nhưng nó đang nằm ở phía gì? Trên. Cho xuống dưới bằng lệnh gì? Ctrl ngọc bên trái. Rồi, Ctrl ngọc bên trái xuống dưới chưa? Thì sau khi làm xong tôi ấn vào Ctrl Z lần thứ 2. Tôi đẩy sang phải. Và tôi ấn opacity bằng bao nhiêu ạ? Hiểu cái này chưa? Thì đây là một trong những nguyên tắc về chuyển độ. Đó là từ đậm, trung gian đến sáng và sáng nhất. Nơi sáng nhất sẽ là nơi chứa cái hình ảnh sản phẩm chúng ta đang làm thiết kế. Các bạn hiểu cái này chưa đã? Cái này sẽ được nhắc đi nhắc lại kể cả em học Inus hay học Photoshop. Bởi vì đây là cách tiên thức cơ bản đầu tiên để bạn trở thành một người thiết kế chuyên nghiệp. Bạn hiểu cái điều tôi muốn nói chưa? Xong phần này chưa? Rồi, đây là một hình ảnh và chúng ta thiết kế được như này. Nhưng có những cái giá trị chúng ta phải thay đổi và phá cách nó đi. Ví dụ, cái hình này tôi đặt xuống đây. Nhìn nhá, hình này tôi đặt lên đây. Tôi nghĩ là em thay đổi thì cái khẩu vị nó đã khác nhau rồi. Vậy thì cùng là một bài nhưng thay đổi khẩu vị khác nhau thì nó khác nhau thôi à. Hiểu phần này chưa hả? Làm chưa? Bây giờ làm thế nào để chọn được cái màu trắng bây giờ? Nhìn cái miếng chân to nhá, chuột phải thì chọn vào đây, lên một. Nhìn lên một chưa? Nhìn này. Nguyên tắc của thiết kế tiếp theo đó là gì? Khi một đối tượng có viền trắng thì bao giờ cũng rất là sắc nét. Các bạn ghi đi. Khi thiết kế cho một sản phẩm, bao giờ cũng cần có viền trắng. Thì sản phẩm rất là sắc nét. Nó sẽ đạt đến độ an toàn. Nhưng nó bị sao? Nó bị khô khan. Nó bị cứng nhắc. Và nó không nhuyễn về màu cho các bạn.
Các bạn hiểu cái này chưa đã? Rồi nhá, bây giờ tôi làm cho bạn xem này. Lúc này tôi chuột phải, tôi chọn vào cái nơi đầu tiên là cái này đúng không? Tuấn và Kanchunji. Tại vì nó là màu trắng cùng với nhau, Kanchunji chúng ta không thể để biết được đúng không? Tôi thay đổi màu nó bằng cách nào? Thì tôi sẽ dạy cho bạn thêm một chiêu nữa là biến trắng thành đen. Các bạn ghi đi, biến màu trắng thể thành màu đen. Hay được gọi là âm bản và dương bản. Hay được gọi là đảo ngược giữa đen và trắng, giữa trắng và đen. Thì người ta ấn vào Kanchunji ngắn. Kanchunji ngắn là đảo giữa đen và trắng để cho các bạn nhìn thôi. Chứ bình thường tôi làm này tôi không bao giờ làm như thế đâu. Đây tôi đang nói cho bạn biết để cho các bạn hiểu thôi đã. Nào, Kanchunji ngắn. Nhìn nó trở thành đen chưa? Và tôi dịch ra cho bạn xem một chút xíu thì các bạn có thấy là tôi có viền trắng không ạ? Tôi nhìn thấy viền trắng chưa? Nhìn viền trắng chưa? Kiểu đen trắng trắng đen chưa? Bảo có những người bảo là anh em đang màu xanh mà tại sao lại thành đen gì? Em màu xanh em mới quyến vào Kanchunji thì nó sẽ là đảo ngược cục màu đấy. Miễn sao em hiểu rằng là cái này tôi phải làm một màu. Chứ bây giờ tôi lại để hai cái màu trắng các bạn có nhìn được không ạ? Có rồi có những bạn mới học bảo ui anh Khánh em không hiểu cái đoạn này là như nào ạ? Đây tôi phải làm như này đấy ạ. Nó rõ ràng từ layer 1 là màu đen, layer thứ 2 là màu trắng, layer thứ 3 là màu ghi, layer thứ 4 là màu này và layer này. Vậy thì nó có bao nhiêu layer? 1, 2, 3, 4, 5. Được chưa? Xong chưa? Sau khi làm xong, các bạn yên tâm, bên màu đen chắc chắn sẽ là sản phẩm. Bên màu tím sẽ là chứa tách đúng không? Các bạn ghi chưa? Ok, chúng ta sẽ chuyển sang bên tay trái. F, đẩy sang trái bằng phím cách. Nhìn thấy chưa? Ấn phím F nhớ chưa? F đây. Hôm trước ấn F chưa? Rồi đẩy sang này nhá. Là làm tách này. Tách thường thường chia là hai loại. Tách chia hai loại. Thứ nhất tách tiêu đề liên quan đến nội dung của sản phẩm các bạn đang làm. Ví dụ đồng hồ. Được không ạ? Phần thứ hai giảm giá bao nhiêu phần trăm? Thì những cái tích tiêu đề đây thường thường to hay nhỏ à? Rồi. Không chữ có theo ngành nghề không? Vậy thì để muốn làm ngành nghề gì các bạn lên trên mạng search cho tôi chữ không chữ về ngành nghề đó. Nhưng search bằng tiếng Anh thì Google nó sẽ cho các bạn vào trang web đó bạn download cho tôi cái không chữ đó về. Để cho vào hồ sơ thì nó sẽ làm đúng phong cách của cái chính cái đó. Ví dụ em làm về thuốc, em phải search không về thuốc. Bọn Google nó sẽ tổng hợp cho em tất cả không về thuốc mà. Và bạn em thấy là cái phông nào nó phù hợp với em nhất và dễ nhìn nhất, ok em chọn đây. Thì ít nhất khi mình thiết kế ra nó phải đúng phong cách văn hóa, đúng phong cách về cái ngành nghề mình đang chọn, đúng không ạ? Chứ có nhiều bạn là chơi trò này, ủa em thấy là cái cụm chữ này rất đẹp bởi vì là ông dùng một bản năng của ông. Ông thấy là phông chữ mà đập đẹp rất tây ở tây, nhưng muốn đội là lách phải là phông của ngành nghề ông đang chọn thôi, đúng không ạ? Tôi sẽ chọn phông chữ theo ngành nghề, xong chưa? Phông chữ phải có tiêu đề là phông chữ to, phải giảm giá 100% hay cái gì đâu mà to. Và nội dung xem trên mạng phải cực kỳ rõ ràng. Đừng bao giờ dùng những cái phông hoàn toàn là vằn. Có nghĩa là mềm mại quá. Mềm mại nhưng vẫn phải dễ nhìn. Em hiểu ý anh chưa? Đây là một lý do. Có nhiều người bảo, ôi anh ơi, đến khách nhà bảo em ơi, tại sao em dùng cái phông mềm mềm đi nó đẹp hơn nhỉ? Cảm ơn chị. Rất là vui chị đã góp ý cho em. Nhưng bây giờ em hỏi chị, nếu phông mềm thì đẹp rồi, nhưng chị có thấy khó nhìn không ạ? Đây là cách nhìn của chị. Chị thấy nó đẹp đúng không? Đẹp. Nhưng mà chị đi cứ hỏi 10 người đi, nếu mà chúng nó khó nhìn, coi như là phá sản rồi đấy chị. Cái ý đồ chị muốn nói cho người ta, người ta bây giờ người ta chỉ cần lướt qua web, người ta phải nhìn được cái sản phẩm của chị, nhìn nội dung chị bán gì. Trong khi đó em lướt qua, em dịch mãi mà không ra cái từ đó từ gì, có chết không chứ? Tuy rằng nó rất đẹp, rất mềm mại, nhưng nó không phù hợp với khả năng chị tiêu chí về marketing. Hiểu cái này chưa? Nên phông mềm mại vẫn phải nhìn được. Nhớ nhá. Đấy là chúng ta đang nói chuyện với khách hàng thôi. Chúng ta nói rất nhẹ nhàng thôi. Chị chọn đi. Chị thích mềm không? Em vẫn chiều được cho chị. Nhưng hậu quả mà không muốn giá trị tương tác mạnh, đấy là việc của chị nhá, không phải việc của em. Để cho em báo trước rồi. Xong chưa? Mình phải có ngôn ngữ về giá trị, về tương phản, về nghề của mình trước. Chứ lại đến nó bảo mình làm gì làm đấy thì chết. Trước khi làm em báo trước cho chị trước. Chứ không phải là bảo làm việc với em rất là khó, cái giá trị về kiểu đồng cùng với quan điểm với nhau. Em nói trước quan điểm của em đã, còn chị có cùng quan điểm của em không thì chị em tính sau nhá. Được chưa? Thấy chưa? Trên tinh thần anh em nói ra những điều đấy, người ta sẽ thấy là mình là rất sâu sắc về nghề. Phần thứ hai, ông làm cực kỳ kỹ, đúng không ạ? Là xong chưa?
Vậy thì sau khi làm xong, chúng ta chọn vật T. Chữ trong Photoshop rất đơn giản. Tôi nói chọn như thế nào? Nó không phải là phần mềm để chúng ta design về chữ, người ta design trên Illustrator. Không bao giờ dùng chữ trên Photoshop. Photoshop em làm hiệu ứng thêm thôi. Vậy thì sau khi em học Illustrator xong, em kéo cái chữ thì Illustrator design sang, em bắt sang đây thì Photoshop nhận theo. Đấy, nên là đừng bao giờ quên rằng chúng ta design chữ là phải cụm chữ. Tất cả phần design về banner, về poster, về cái gì đó tùy các bạn. Bạn cầm cái đó, bạn ném sang đây cho tôi, nó đều nhận hết, nó đều đẹp hết. Em hiểu các bạn này chưa? Ok. Vậy thì sau khi làm xong điều đấy, đây ạ, chúng ta sẽ bật một cái giá trị lên một tí xíu, đó là cửa sổ D. Chúng ta có thể chọn, hoặc cả chúng ta đánh luôn ở trong đây cho dễ nhận tích. Nhìn chẳng, chúng ta sẽ chọn một đầu chủ đề, đó là về đồng hồ chẳng hạn. Thì chúng ta chọn là thời trang trước. Thì đây, khi mà các bạn đánh xong, các bạn thấy là đây là một cái chữ ạ. Cái chữ này nó sẽ rất là khó nhìn, bởi vì màu xanh đặt trên nền đỏ sẽ tạo ra sự nhức mắt. Tôi ấn vào Ctrl T, mình được phóng to làm tí xíu. Thì cái màu này thường thường tôi đặt cho nó nền đậm, thì tôi đặt chữ sáng. Thế thôi. Nhìn chưa? Phần thứ hai, tôi đánh một cái chữ tiếp theo. Hai chữ này không được dùng chung một loại phông. Cố gắng làm sao chúng ta vẫn đánh cụm riêng để chúng ta tự điều tiết vào mặt cụm chữ. T tích thẳng màn hình. Đánh ra. Sau khi đã có đồng hồ nam là các bạn nhìn này. Phông chữ này tôi sẽ chọn vào T. Bạn muốn thay phông, tất nhiên đoạn này tôi chưa dạy, nhưng bạn có thể tự mò chỗ này này. Chọn vào T, tích vào đây. Nhìn chưa? Tích một cái thôi thì biểu tượng nó sẽ bôi xanh. Và sau khi bôi xanh, bạn ấn nút xuống dưới cho tôi. Thì bạn có thể chọn phông có chân. Phông không chân đi với phông có chân, đúng không? Ok, chọn phông thế thôi. Hiểu cách làm việc của anh chưa? Ok, chúng ta sẽ chọn một tí xíu. Phông chữ không, UTM. Đánh chữ cái cũng là một cái cách để chúng ta chọn những không rất là đơn giản. Chúng ta chọn ở đây, thì xuống dưới. Em nhìn chưa? Đấy, lại hơi tây tây kiểu như này, là chúng ta vẫn phải dùng hoàn toàn tí cũng được các bạn nhìn này, nhưng vẫn phải hiểu, chúng ta vẫn phải nhìn được. Nhìn này chưa? Sau đó đặt một cái chữ fashion vào đây. Tỷ lệ các bạn nhớ một điều rằng tôi sẽ chọn tỷ lệ 2/3 hoặc 1/3 theo cái ký hiệu của bạn. Bạn chọn ở đây cho tôi. Chuột phải chọn vào đây một cái, giữ shift chuột phải cái thứ hai, giữ shift chuột phải cái thứ ba, giữ shift chuột phải cái thứ tư và kéo một phát đồng loạt sang này để dành đất cho cái này. Nhớ chưa? Nguyên tắc khi thiết kế không bao giờ người ta chọn vào giá trị đã bị sắt mép quá. Tôi sẽ đặt lui vào trong đây. Nhìn này chưa? Đấy, tạm thời đặt như vậy á. Vậy thì trong một bản thiết kế người ta có cần nhấn mạnh thương hiệu không? Thì thương hiệu đó không phải là logo mà. Vậy thì chúng ta sẽ chọn logo Ctrl O. Ctrl O chính là gì? Hôm trước dạy về mở file chưa? Chúng ta tích vào đây, ấn vào chữ O. Thư viện này, chúng ta chọn vấn đề D. Trong vấn đề chúng ta sẽ chọn vào đồng hồ. Tiếp theo chúng ta chọn vào O. Thì ở đây nó sẽ có Omega. Và sau khi chọn Omega xong, tôi đã có một cái thương hiệu như này. Nhìn chưa? Thì có phải là cái ảnh này em có thấy logo đã được cắt không có nền không ạ? Chúng ta làm thế nào để có thể copy được cái này sang đây? Thì có phải các bạn cầm này, F này. Hôm trước tôi đã dạy cho bạn một chiêu thức nào Windows. Chọn vào đây và chia này làm hai, đúng không? Cách này có phải là các bạn cầm này kéo phát là sang phát được luôn không ạ? Nhìn này, kéo sang được luôn, nhưng muốn tội này cái đang này nằm ở đây bao nhiêu đấy ạ? Có nhìn được hình đúng không ạ? Ok, vậy thì như này, trước khi kéo bất cứ một đối tượng nào mà muốn nhìn được thì chúng ta phải chọn vào layer trên cùng của nó đã. Nhìn nhá, trong trường này tôi muốn chọn được cái màu đen là có phải trên cùng không ạ?
tôi cầm rồi tôi kéo sang, yên tâm điều là chắc chắn nó sẽ nằm ở phía trên. Tôi nhìn thấy phía trên không? Thì đấy một trong kinh nghiệm thôi. Còn cái vấn đề là dù mày nằm ở đâu thì tôi ta vẫn cho mày lên trên được, bởi vì chúng ta học về can chu xích hoặc vung tay phải, can chu xích hoặc vung tay trái, học rồi mà đúng không? Thì cũng quan trọng học về, xong chưa? Cách thứ hai, các bạn không dùng cái chiêu thức này. Thì chúng ta làm một kiểu gì? Thì các bạn có nhìn cái này không ạ? Cách làm nhá. Cầm đối tượng. Nhìn cầm đối tượng chưa? Kéo này. Giữ nguyên chuột nhá, giữ nguyên chuột này. Kéo này. Sang với cái tab này. Nhìn tab bên tay phải là cái thiết kế chưa? Sau đó kéo vào đây. Chừng nào xuất hiện dấu cộng có nghĩa là thành công. Làm lại nhá. Nhìn nhá. Cầm này. Kéo cây sang phải, giữ nguyên chuột nhá. Không được buông tay đâu, kéo vào giữa màn hình. Chừng nào xuất hiện dấu cộng thành công. Được chưa? Tiếp theo. Cách thứ ba. Ctrl A. Ctrl A là gì ạ? Chọn hết. Ctrl C là gì? Vậy thì sang bên này chắc chắn là đơn giản hơn. Ctrl V. Đâu rồi, chạy đâu rồi không biết. Ctrl A, Ctrl C. Sang bên này. Ctrl V. Chạy đâu? Đâu quá. Làm đâu? Hiểu chưa? Hiểu cái cách anh làm chưa? Và sau khi làm xong thì các bạn có thấy rằng đối tượng khi đưa sang bị to quá hoặc bị nhỏ quá không ạ? Vậy chúng ta có điều tiết lại cái kích thước của nó tí không ạ? Thì cái giá trị đầu tiên là chúng ta có thể học về V, đó là sâu chăn phong. Nhưng để muốn làm đơn giản nhất thì người ta dùng lệnh là Ctrl T. Các bạn ghi đi, Ctrl T chính là phóng to và thu nhỏ tỷ lệ kích thước của đối tượng. Thay đổi kích thước của đối tượng, chúng ta dùng lệnh Ctrl T. Đến đoạn này thì phải xuất hiện Ctrl T rồi. Không thể không đến được, đến đoạn đâu phải ra, đâu phải ra thôi. Không thể ông nằm mãi trong đấy được, đúng không ạ? Thì chúng ta ấn vào Ctrl T. Thì các bạn sẽ thấy rằng tại sao tôi lại thu nhỏ khung hình này. Bởi vì khi thu nhỏ em có nhìn thấy cái điểm góc của Ctrl T nó nằm ở đây không ạ? Kéo dễ không ạ? Bởi vì chúng ta giữ Shift, chúng ta kéo vào đây, giữ Shift là đồng dạng, An là đồng tâm, Shift An là đồng dạng, đồng tâm kéo nhẹ. Chúng ta kéo ra ngoài này, để giữ Shift kéo ra nhẹ, được không ạ? Kiểu cái cách nào của anh chưa? Và sau khi làm xong anh ấn vào Ctrl số 0 thì nó full lên màn hình, Ctrl trừ, đẩy sang bên tay phải, F, biết F chưa? Enter. Đẩy sang bên đây được không ạ? Đẩy lên đây được không ạ? Đẩy to quá, đẩy ra đây được không ạ? Vậy trong trường hợp này, tôi thấy rằng là tôi đặt vào đây. Trường hợp này tôi đặt vào đây. Trường hợp này tôi sẽ đặt xuống đây. Trường hợp này tôi sẽ đặt vào đây. Tôi căn giữa mà. Đấy, chuột phải chọn vào cái chữ nhá. Vậy trong trường hợp này các bạn có thấy rằng cái chữ logo của chúng ta đang bị sao hả? Đang là màu đỏ không ạ? Các bạn muốn đổ màu trắng không? Nào, bây giờ chúng ta đổ màu trắng không ạ? Đẩy lên trên tí. Muốn đổ màu trắng bằng cách nào ạ? Thì người ta sẽ có một chiêu thức như sau, đó là giữ Ctrl và tích thẳng vào đây thăm đồ của đối tượng. Thì vậy vừa rồi tôi có quay trở lại một trọng không ạ? Rồi ok, chuột phải chọn vào đây đúng không ạ? Giữ Ctrl tích thẳng vào đây. Tôi đúng vừa rồi tôi giải thích vừa rồi chưa? Nhưng chẳng qua nói lại một lần nữa cho các bạn nhớ. Vậy thì khi đã có cùng chọn với cái đồng hồ này rồi, tôi có thể chọn màu trắng tôi đổ vào được không ạ? Nhưng đây là một trong những cách đổ màu cực kỳ là không kiểm soát. Và phần thứ hai, không chất lượng bằng một cái cách đổi màu tiếp theo cho bạn xem. Nhìn nhá. Tôi sẽ dùng một cái công cụ như sau. Naso, tôi vẽ một cái vùng nhá. Lập ra một cái layer mới, ví dụ thôi. Đổ tạm một cái màu, thứ nhất là màu trắng. Được chưa? Sau khi đã có màu trắng xong thì vô tình bảo nó không, cái này phải trùng với cái nền cơ. Giữ Ctrl quay trở thành vùng tròn. Đồng ý không ạ? Dùng phím Y ngắn chỉ cái màu này chọn màu. Y ngắn là chọn cái màu background để đúng cái màu của nhau chưa? Đổ màu nhá, unpack. Các bạn nhìn chưa? Và sau khi unpack xong thì các bạn Ctrl D thì các bạn sẽ thấy một cái viền chúng ta không bao giờ hết. Nhìn chưa? Viền nó bị trắng không ạ? Và đây là một trong những lý do mà khi mà khách hàng người ta cung cấp cho mình một cái logo bằng hình ảnh, chúng ta cắt ra đổ kiểu quái gì cũng bị viền trắng. Nó rõ ràng nó cung cấp cho mình xanh nhưng mà mình phải cắt riêng ra còn gì ạ? Cắt ra thì có phải bị trắng không? Thế thì người ta mới sinh ra cái trò là đổ màu một cách tuyệt đối. Thì đó là cái cách gọi là phá nền. Các bạn ghi đi, muốn đổ màu cho bất cứ một đối tượng nào, chúng ta dùng phương pháp gì? Phá nền. Làm xong phần này tôi sẽ dừng lại luôn phần này luôn.
nhìn nhá, chọn cái này đúng không? Nhìn logo chưa? Muốn đổi chính xác, chúng ta dùng phương pháp khóa nền ấn vào đây. Cứ nhìn cái biểu tượng này không ạ? Lock Champion. Có nghĩa là chúng ta khóa nền lại thì chúng ta chỉ đổi vào đối tượng thôi. Vậy đối tượng chúng ta đến đâu thì chúng ta sẽ chọn màu đến đấy. Khóa nền. Cái này các bạn về nhà các bạn lại phải xem lại video kỹ, làm đến đâu làm đấy, ok. Nha. Học kỹ như vậy thì nó mới ổn được. Nào ấn vào đây. Nhìn khóa nền chưa? Muốn đổ màu trắng này. Đây màu trắng rồi ấy. Còn nếu không khóa nền thì sao? Nhìn nhá, không khóa nền, bỏ cái này ra. Tích vào đây là khóa, tích vào đây là mở, tích vào đây là khóa. Nhìn chưa? Vậy tôi bỏ ra, tôi đổ màu cho bạn xem. Nó bị sao? Nó đổ hết đúng không? Nhưng bây giờ nếu tôi được khóa nền thì có phải tôi chỉ đổ vào đối tượng không ạ? Hiểu cách làm của anh chưa? Ok, vậy thì trong trường này tôi khóa nền tôi đổ màu. Và sau khi đổ màu xong thì các bạn sẽ thấy rằng là tôi sẽ chọn xuống cái biểu tượng này xuống dưới một tí nữa. Rồi ok, đồng hồ nam. Được chưa? Tôi sẽ thay đổi một cái chữ đồng hồ. Rồi ok. Đang chuẩn T, thu nhỏ lại. Chữ dưới, tôi chọn dưới. Chữ này tôi đẩy lên trên. À, sau khi làm xong tôi sẽ chọn những cái chữ thời trang, ấn opacity bằng 70%, 50% được không ạ? Em nhìn cái chữ tôi chưa? Như này chưa? 30% được không ạ? Bởi vì tôi muốn tạo ra chính phủ. Hiểu cái này chưa? Rồi sau khi làm xong bạn có thể vẽ 2 nét ở đây, vẽ vùng chọn nhỏ như này đúng không ạ? Lập ra một layer mới, tôi đổ một cái màu trắng, tôi đặt opacity bằng 30%. Hiểu cái này chưa? Để tạo ra một sự cân đối và giá trị mà đặt tên nhà này. Cầm này, kéo một nó sang đây. Giữ phím An, copy có phải chính xác chưa? Phím An có phải copy không ạ? Rồi ok. Bạn nhìn chưa? Chữ bắt đầu ổn hơn, cân đối hơn, nhưng bị to quá không? Giữ shift chọn vào chọn ngay cho tôi. Được chưa? Giữ shift chọn vào. Giữ shift chọn vào cái này đúng không? Cụm chữ bắt đầu bé lại. Ctrl T, đẩy lên đây. Cái này đẩy lên lên một tí nữa, chọn vào Omega đẩy lên đây. Đúng chưa? Muốn nhấn mạnh cái chữ Omega chúng ta có thể Ctrl Z được không ạ? À Ctrl Z thì có phải có 2 cái chứ em? Vậy cái này màu trắng muốn biến thành màu đen thì người ta làm cách nào? Ctrl Y ngắn, vừa rồi vừa học xong, thấy chưa? Và thứ hai em muốn là cái màu tím, không phải là màu tím này mà tím hơn cái này, ok, Y chỉ vào đây, nhìn chưa? Chọn một cái màu đậm hơn. Đậm hơn chưa? F7. Khóa nền biết chưa? Đổ màu bằng gì? Nhảy không ạ? Cái này đang trên hay đang dưới? Cho xuống dưới một lớp bằng lệnh gì? Vậy thì có phải nó làm được cái này không ạ? Nhìn này. Xong vào đây đúng không? Tôi nhìn lên logo mà có bóng chưa? À vậy thì tất nhiên tôi nhấn mạnh logo lên là việc của tôi. Tôi thấy nó hợp lý, tôi chọn cái giá trị tôi đang làm. Thấy chưa? Các bạn thấy chưa? Sau khi chúng ta xử lý xong bên này rất ổn thỏa rồi, chúng ta xử lý tiếp bên này. Bên này đúng không ạ? Bên này có phải là thiếu một sản phẩm về hình ảnh không ạ? Ctrl gì để lấy hình ảnh ra? Rồi Ctrl O. Các bạn ghi đi Ctrl O lấy hình ảnh. Kéo xuống dưới. À, chúng ta sẽ chọn một cái người đẹp. Đồng hồ. Nó có rất nhiều loại. Các bạn nhìn chưa? Ok. À, chọn cô gái này đi. Mình chưa giờ chọn cô gái này. Xem chưa? Sau khi chọn xong tôi ấn vào Open, các bạn sẽ có cô gái. Tại vì tôi đang chọn tông hồng mà. Nhìn chưa? Để muốn cho cái ảnh này sang cái vị trí vừa rồi làm thì có phải ấn vào F để nó nhìn lên cái tab này chưa? Nhìn chưa? Cách đấy nhanh nhất bằng cách nào? Dự án là kéo ra đúng không? Thôi anh dùng Ctrl A cho nhanh. Ctrl A là chọn hết, Ctrl C là copy sang bên này.
đúng không? Thì có phải là gan chân V không em? Có phải gan chân V không đã? Chính ra chưa? Chính ra chưa? Nhưng đây mà điều rất là vớ vẩn. Bởi vì lý do này, trước khi mà muốn cho sang và muốn cho lên trên đối tượng nào thì phải chuột phải chọn đối tượng đó đã. Cái này quan trọng nhá, cái này cực kỳ quan trọng. Bởi vì sau này có 1000 lớp mà em ngồi em lại phải xử lý tiếp là cho lên trên xuống dưới, em thấy mệt không? Trước khi cho lên trên đâu, chuột phải chọn vào cho tôi cái giá trị đấy đã. Nhớ chưa? Cái này quan trọng nhá. Chuột phải chọn màu đen chưa? Rồi tôi vẫn cần về. Yên tâm, nó không được xuống dưới cái này được đâu. Bởi vì tôi chọn đúng rồi mà. Còn có nhiều người vô tình chọn cái này, nhìn chưa? Chuột phải chọn cái này hoặc chuột phải back down đúng không? Căn chuột về này, nhìn chưa? Lại mất công lại cho lên trên. Sau đó nó nghỉ lớp ngồi cứ xử lý. Em thấy mất thời gian đúng không? Có mất thời gian đã. Quá mất thời gian. Nên chính vậy, trước khi cho chui vào đâu hay cho lên đâu, chuột phải chọn vô đây đó á. Nhớ chưa? Căn chuột về, chuột tạm sao được. Xong chưa? Vậy thì bây giờ người ta mới sinh ra lệnh là cho cái hình ảnh chui vào đối tượng. Vậy thì để muốn cho hình ảnh chui vào đối tượng thì người ta mới chuột phải vào cái layer đó. Bởi vì nguyên tắc này, để muốn cho ảnh này chui vào cái màu đen này thì cái ảnh này chỉ trên layer đó một thôi, chứ không phải trên hai. Nên đấy là lý do tại sao tôi phải chuột phải trước khi cho sang đấy hả? Hiểu chưa? Rồi vậy thì làm được điều đó, làm bước thứ hai, chuột phải chọn vào clipping mask. Nó tương ứng với lệnh là Ctrl số 7 bên Hilux. Yên tâm, học kiểu gì tôi cũng nhắc bài cũ. Hay nó tương ứng với lệnh là Ctrl Alt G. Ctrl Alt G chính là cho cách cho ảnh chui vào hình. Hiểu cái này chưa đã? Em ơi, chọn đối tượng, chọn hình đẹp, bố cục đẹp, làm cái quái gì cho đẹp. Đúng rồi. À, trong thiết kế người ta cần nhất là chữ. Chữ có đúng phong cách không? À, nếu mà chữ bạn chưa dùng cây lắm, ok, tôi lên trên mạng, tôi tìm đến một cái phong cách chữ nó thật là đẹp, tôi sắp xếp theo cái ý đồ của nó. Nhưng cái phong chữ là cũng phải là ngành nghề của tôi. Em yên tâm, sắp xếp là đúng cái phong cách đấy, ít nhất chúng ta đạt được 60%. Mà 60% là ngon lắm rồi. Chứ có nhiều bạn này quần tây ở chỗ này. À, em nên tự này, em tự sắp xếp. Sắp xếp xong không hiểu tại sao lại xấu. Vậy thì người ta phải học một phương pháp, đúng không? Các bạn nhớ một điều rằng các bạn đang đốt cháy giai đoạn. Đáng nhẽ các bạn phải học 4-5 năm trong trường mỹ thuật, người ta sẽ dạy cho bạn điều đó. Trong cái đó bây giờ chúng ta toàn nhảy một phát, trong vòng 1-2 tháng là phải xong chương trình. Vậy thì chúng ta đang đốt cháy rồi, người ta 4 năm chỉ thành 1 tháng đấy. Thì bạn phải chọn phương pháp làm sao học cho nhanh chứ. Chứ chẳng nhẽ bây giờ tôi ngồi nói 4 năm thì dồn được 1 tháng tôi dồn nổi không ạ? Đúng không? Chọn đây, nhìn này, clipping mask. Nhìn lên chui vào chưa? Đẩy sang đây. Hiểu cách làm chưa? Ok. Hay tương ứng với lệnh Ctrl G đúng không? Rồi đẩy sang đây. Và sau khi đẩy sang đây thì tôi sẽ ấn vào Ctrl T để là tôi kiểm tra. À, cái này có thể nhỏ xuống một tí được nữa không ạ? À, cái này có thể nhỏ thêm một tí được nữa không ạ? Và cái này tôi đẩy vào một tí được không ạ? Được nhỉ chưa? Có đồng ý không ạ? Ok. Nhưng nó bị sao ạ? Nó bị thiếu một chỗ này này. Có nhìn thấy chỗ này không ạ? Vậy tôi hỏi bạn là tôi đang ở trên layer này được không ạ? Nhìn tôi đang trên layer này chưa? Người ta có thể dùng một chiêu thức gì sau? Vùng tròn. Biết vùng tròn chưa? Quét qua cái đoạn này được không ạ? Nhìn qua đoạn này chưa? Căn chân T được không em? Được rồi. Hả? Được rồi, ok. Chỉ nó cũng chỉ là vấn đề này em nhìn này. Chúng ta sẽ chọn một cái chiêu thức là dụng vùng tròn vẽ qua đây. Sau đó dùng căn chân T. Và Ctrl T tôi cầm thì tôi kéo ra đây sang đây. Enter. Ctrl D rất lạnh. Em nhìn nha. Thực chất nó có thể che được tất cả những khuyết điểm mà các bạn đang làm. Thực chất em thấy tôi đang làm chưa? Nhưng tất nhiên Inut không thể làm chiêu này được. Inut thì em phải nhân bản làm hai và đập đối xứng. Nhưng đối với Photoshop nó làm nhanh hơn rất nhiều. Và sau khi làm xong bắt đầu chúng ta mới tiến đến giá trị. Nhìn đi nha. Rồi cái hình ảnh tôi đã làm xong khá là tốt. Tại vì một bản phim ít nhất khi mà làm xong nó phải đạt được mức độ an toàn, đạt mức độ nhìn được, đạt được mức độ khi đẩy lên trên mạng nó phải đứng ở một vị trí nào đó mà các bạn mong muốn, chứ không phải bị tồi tệ quá nha em nhé. Vậy thì giá trị đầu tiên chúng ta hãy làm những bố cục cơ bản đã, sau đó chúng ta chép thật nhiều bố cục xịn vào cho tôi và chép những cái thằng chuyên nghiệp nhất cho tôi. Em yên tâm, sau một thời gian sau tự nhiên nó ngấm vào máu em, tự nhiên nó ngấm vào con mắt em nhìn.
kiểu giống như ngày nào chúng ta nhìn một cái đẹp thì chúng ta nhìn cái xấu chúng ta thốt ngay ôi xấu thế, bởi vì ngày nào chẳng nhìn cái đẹp, đúng không các bạn? Vậy thì cái đẹp nó phải được trau dồi thường xuyên. Đấy là cái đẹp tôi đã trau dồi trong 4-5 năm trời tôi học mỹ thuật, đúng không? Các bạn có được học mỹ thuật đâu mà các bạn trau dồi, đúng không? Vậy thì chỉ có một cách thôi, đó là gì? Chúng ta xét nhiều cái đẹp, chúng ta nhìn nhiều cái đẹp, chúng ta tự tạo ra môi trường cho chúng ta mà, đúng không ạ? Xong chưa? Và sau khi làm xong này, chúng ta muốn thay đổi khẩu vị rất đơn giản, chúng ta ấn vào Control O, các bạn nhìn đi Control O, cách thay đổi khẩu vị trong bản thiết kế. Và muốn đẹp lên, thường thường chúng ta làm như sau, đó là kiếm background Control O, chúng ta chọn đến thư bên này, chúng ta chọn đến B. Và trong phần background thì các bạn có nhìn thấy texture không ạ? Thì tôi nói cho bạn biết là khi mà làm bất cứ một ngành nghề nào là bạn hãy tìm cho tôi background liên quan đến ngành nghề đó, đúng không ạ? Nếu em chuyên sâu cái này em chọn cái đó mà. Còn tôi sẽ chọn background liên quan đồng hồ, tôi chọn background liên quan mỹ phẩm, background liên quan trang sức, background liên quan những cái này cái kia. Tóm lại mỗi ngành nghề tôi đều có background riêng, chứ không phải chung nhầy nhá. Có nhiều người bảo lên trên mạng, ôi Khánh cho em sẽ background đấy em lấy. Nhưng vấn đề là lấy mà để làm chuyên sâu hơn, tôi khuyên các bạn tìm thêm ngành nghề khác nhau. Và sau khi chọn xong thì các bạn nhớ background chưa ạ? À, tại sao lại thay background? Bởi vì vốn dĩ cái background nó có sẵn rồi, người ta làm đẹp sẵn rồi. Và nó tại sao nó đẹp? Đây, nó có sắc độ. Em thấy nó có đậm không? Nó có trung gian, nó có sáng không? À vậy thì nó đẹp sẵn rồi. Còn cái background kia của mình làm sao ạ? Nó có phải một màu không ạ? Vậy thì việc đầu tiên Canton A, Canton C sang bên này có Canton B không em? Không ạ. Đấy, thấy chưa? Hơn nhau ở chỗ là người ta biết hơn một tí thôi đấy. Và chỉ một tí đấy, người ta nhanh hơn bạn một tí. Cuộc đời chỉ nhanh hơn nhau một tí đã là kinh lắm rồi. Chuột phải chọn background, Canton gì? Nhìn chưa? Kéo đẩy lên đây. Nhưng người khôn đấy, bao giờ người ta cũng sẽ chọn nhẹ. Bởi vì chữ tôi đang là màu gì? Vậy thì có khu vực này có nhìn dễ không? Nhìn được không? Còn nếu bạn đẩy như này ấy, cực kỳ khó nhìn, đúng không? Căn chân đây được không ạ? Khu nhỏ cái background này, khu nhỏ background này. Đã giờ dùng chữ trắng trên nền trắng chưa? Anh đang hỏi em mà đã giờ dùng chữ trắng thì trên nền trắng chưa? Tôi đọc nhai được không ạ? Nhìn này, cái phần này chữ này chưa? Dùng công cụ M vừa rồi dùng chiêu thức giống như này này. Quét con từ đến đây. Nhìn này chưa? Can chôn gì? Can chôn T, kéo từ dưới lên trên. Hoài biết đâu. Chẳng nhẽ bây giờ người ta chưa cho mình cái ảnh mình chịu à? Chịu nó thế nào? Phải làm được chứ, đúng không? Và sau khi làm xong bạn sẽ thấy một khẩu vị khác hẳn hoàn toàn, bắt đầu nó yêu hơn, nó tốt hơn, đúng chưa? Và bây giờ chúng ta liên quan đến phần nét, các bạn đồng ý tôi phần nét nhá. Để muốn tạo ra phần nét người ta làm một kiểu gì bây giờ thì việc đầu tiên các bạn cũng biết là quay trở lại vùng chọn, đúng không ạ? Ok, nói nhắc lại nhá, để muốn quay trở lại vùng chọn chúng ta giữ phím Ctrl tích thẳng vào layer thumbnail, đúng không ạ? Rồi ok, vậy thì tôi sẽ chuột phải chọn ông này trước, nhìn này nhá, có phải ông này nhá? Giữ Ctrl tích thẳng vào đây thì có thể vùng chọn này không ạ? Lập ra một layer mới, tại vì cái nét nó cứ riêng mà em. Chúng ta sẽ làm sao? Em chuột phải, tại vì muốn có cái chốc thì phải chọn em chứ. Có nhiều lúc mà có nhiều bạn về chuột phải đây nó có ra đâu. Hiểu ghen chưa? Tôi đã nhắc rất kỹ phần này rồi. Chuột phải, chọn vào chờ chốc. Chọn vào chờ chốc xong, chọn vào màu trắng. Và chọn vào giá trị 2 được không ạ? Ok. Có viền rồi đấy. Nhìn nha, cái viền này tôi đẩy lên đây được không ạ? Cho lên trên tất cả được không em? Cho lên trên tất cả được không? Lên trên chưa? Lên rồi, mình căn cho ship vào vuông bên tay phải lên trên tất cả. Không cần biết nhìn đâu nhưng chắc chắn nó lên, bởi vì tôi dùng lệnh bao giờ trượt đó. Kéo từ đây sang đây. Em nhìn cái viền này chưa? Cái viền này chưa đẹp. Muốn đẹp nữa, chúng ta dùng một cái giá trị hòa trộn trong bảng layer. Thì đây chính là giá trị hòa trộn trong layer. Và hòa trộn tốt nhất trên nền gradient hay nền chuyển sắc, người ta dùng overlay.
chỗ này chưa, thì cái nét bạn sẽ chuyên nghiệp hơn, bạn thấy chưa? À, nó có nét nhưng lại là tạo ra chiều sâu, giống như em bạn là xem bức tranh nhá, nó có khung viền này á, thì cái tranh của em nó sẽ chỉnh chu và nó sắc nét hơn rất là nhiều. Và sau khi làm xong tôi thấy đẹp quá, tôi mới chuột phải chọn cái này xem, tôi chọn overlay xem được không. Ok, chọn overlay. À, cùng màu này các bạn ơi, chuột phải chọn cái này, chuột phải chọn vào overlay. Ok, vậy muốn đẹp lên, đẹp nữa hay đẹp nữa thì đấy là việc mà bạn có thực sự hiểu về sâu sắc cái giá trị nhấn mạnh không thôi. Em nhìn không? Và lúc này tôi chỉ cần dùng đó là vuông, tôi dùng gì? Nét là xong rồi. Thì đây chính là phiên bản thiết kế đầu tiên mà các bạn cần phải làm cho tôi với bài hôm nay. Và hôm nay chúng ta đi như thế là đã đủ rồi. Và sau tôi sẽ đi tiếp cho bạn hình tròn, hình các kiểu nữa. Sau đó liên quan đến group, tại sao liên quan group? Tôi hứa các bạn là tôi sẽ giải thích tại sao phải group mà, đúng không? Và tại sao group lại có cực kỳ có giá trị như thế, đó là buổi sau. Và bài hôm nay tôi sẽ kết thúc ở đây để cho các bạn làm một cái sản phẩm đơn giản như thế này kìa. Hiểu cách làm chưa? Bây giờ phải vận dụng trí nhớ, bởi vì nếu không vận dụng trí nhớ sẽ không làm được cái này. Còn muốn nhớ lại nữa thì sau tối hôm nay nhá, có video mới nhớ nổi được. Tôi nói cho bạn biết luôn. Sờ tốt.